Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện toàn cầu cao vũ của tác giả lão ưng cực tiểu kê Bộ truyện được chuyển thể thành truyện audio bởi kênh youtube thích nghe truyện 247 Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ Nên các bạn chú ý trước khi nghe Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây Nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Mất đi nguồn lực lượng, tối đa 10 phút, phong cấm của đế mộ sẽ biến mất, kể cả cái gọi là tuyệt sát đại trận cũng thế. Trước lúc này, hắn nhất định phải thu hoạch càng nhiều chỗ tốt hơn, lấy đi chiến thiên cung, mang theo đám người lão vương nghĩ biện pháp an toàn rời khỏi nơi đây. Cường giả trên cửu phẩm, có lẽ có người sẽ đối phó. Nhưng cảnh giới cửu phẩm, Phương Bình hiện tại không giải quyết, chờ đi ra, vẫn có thể sẽ bị người vây giết. Kỳ thật biện pháp tốt nhất là giết sạch tất cả địch nhân ở đây, ta thu liếm khí tức, mang theo những người khác âm thầm rời đi. Phương Bình thầm nghĩ đáng tiếc, nhưng bây giờ hắn cũng không có biện pháp đánh chết nhiều cường giả như vậy. Trong lòng đang suy nghĩ, động tác của Phương Bình cũng không chậm, trường đao trong tay hiện ra kim mang chói mắt, hoàng kim ốc dung nhập, xen lẫn tinh thần lực mãnh liệt bộc phát, nhanh chóng giết về phía Thường Sơn Khải. Thực lực của Thường Sơn Khải cũng rất mạnh, giữa hai người giao thủ, dư âm của trận chiến khiến một số người không kịp tránh lui. Lý lão đầu tiến vào cửu đoán, thực lực cũng bạo tăng, mặc dù không có tinh thần lực của Phương Bình bổ trợ, nhưng Lý lão đầu khí huyết cường đại, chém giết, cũng là đặc biệt dũng mãnh. Phương Bình cùng Lý lão đầu đều rất dũng mãnh, giờ phút này trong lòng hai người đều là sát khí sôi trào. Đây chính là ảnh hưởng của trái tim, nhưng đối thủ của hai người cũng đều là cường giả. Thanh niên Vô Danh Sơn và Thường Sơn Khải đều là tuyệt đỉnh trong cửu phẩm, không dễ dàng bị giết như vậy. Đế Nhạc đã không địch lại Lưu Khám, Ngô Xuyên bên này cũng rất phiền phức, hắn tuy mạnh, nhưng một đối bốn dù mấy người còn lại thực lực không bằng những người trước đó, sống đến bây giờ cũng không phải kẻ yếu. Phiên phức quá, Phương Bình thở dài trong lòng, mặc dù hắn giả bộ rất mạnh, nhưng nghiêm khắc mà nói, vẫn là hơi kém một chút, đối với những người thường sơn khải này, miễn cưỡng không bại còn được, muốn đánh bại đối phương. Mai rúa một đoạn thời gian cũng có thể, có thể tưởng tượng được, muốn giết bọn họ, Phương Bình kia gần như không làm được, cường giả như vậy, đều ở bản nguyên cửu đoạn đến thập đoạn cảnh, nào có dễ dàng bị giết như vậy cách đó không xa bên ngoài địa quật còn yêu long kia dục dịch giống như muốn chui vào lòng đất nhưng bên cửa vào này vương hàm nguyệt và điền mục đều ở đây yêu long có chút kiêng kỵ cũng không có sông lên cứ tiếp tục như vậy không được ta vượt cấp giết địch không giỏi nghĩ đến đây phương bình đột nhiên quát lớn một tiếng phế vật tu luyện mấy ngàn năm chính là thực lực này cũng xứng giao thủ cùng ta ngô sư huynh giao cho ngươi dứt lời phương bình quay người lại nhanh chóng trao đổi vị trí với ngô xuyên Ngô Xuyên trong chớp mắt giao thủ với Thường Sơn Khải, thực lực hai người này ngược lại tương đương, giết cũng tám lạng nửa cân. Mà giờ khắc này, Phương Bình đối đầu với bốn vị cửu phẩm, cũng đều có chút nhẹ nhõm. Thực lực của Ngô Xuyên vẫn rất mạnh, Phương Bình tuy mạnh, nhưng thoạt nhìn lực công kích bình thường, kể từ đó, bốn người bọn họ ngược lại là không có nguy cơ vẫn lạc. Mấy người đang nghĩ như vậy, Phương Bình cười nhạo một tiếng, Hoàng Kim ốc hiện ra. Hắn giết ra hỏa mạnh hơn mình, rất khó, nhưng giết yếu hơn mình thật sự không phải quá khó khăn. Hoàng Kim Ốc vừa ra, cách đó không xa, người của hai đại vương đình đều biến sắc. Trước đó ở Ma Đô đánh một trận, Hoàng Kim Ốc của Phương Bình đã phát huy ra tác dụng cực lớn. Vị cường giả dưới trướng diêm, hình như Hoa Bình muốn nhắc nhở những người thiên ngoại thiên này, huyên huyên lại khẽ lắc đầu, trên mặt nở nụ cười nghiền ngẫm. Gia hỏa của thiên ngoại thiên, không quá hiểu rõ Phương Bình, lần này chỉ sợ sẽ bị thiệt thòi lớn. Quả nhiên, Hoàng Kim Ốc vừa ra, Phương Bình trực tiếp chụp vào mấy người, bốn vị này, ba người một yêu, yêu tộc cũng đến từ Cấm Kỵ Hải. Một cái chụp này của Phương Bình, đối phương căn bản không nghĩ tới Phương Bình sẽ dùng dụng cụ phát hiện hạch tâm của mình bao phủ bọn họ. Vật trung tâm phát hiện là điểm cường đại của võ giả, cũng là điểm yếu. Một khi bị đánh tan, tinh thần lực của võ giả sẽ bị thương nặng. Nhưng giờ phút này, Phương Bình lại căn bản không thèm để ý. Những người này, há biết Hoàng Kim ốc của mình kiên cố đến mức nào. Hiện tại tinh thần lực của hắn đã đến hơn 9.000, hoàng kim ốc cũng theo đó mà trở nên chặt chẽ, càng thêm vững chắc. Vật phẩm cốt lõi, cùng cường độ tinh thần lực bản thân võ giả đó là chặt chẽ tương liên. Vây khốn cường giả như côn bằng huyến vũ rất khó, rất có thể bị đánh bại. Nhưng vây khốn những người này, thật sự không khó. Hoàng kim phòng một cái lồng này, trực tiếp bao lại hai người một yêu. Còn lại một người, ngay từ đầu còn không có để ý, ba vị cường giả rất nhanh có thể phá vòng vây đi ra nhưng chờ hắn bị phương bình liên tục chém mấy đao chỉ nghe được tiếng oanh minh lại là chậm chạp không thể đợi đến khi ba vị cửu phẩm phá vòng vây mà ra người này lúc này mới ý thức được không ổn nhưng đã muộn đúng vào lúc này thân hình phương bình đột nhiên bành trướng trướng lớn đầu cũng sắp đâm tới nóc nhà hai tay phương bình cũng biến thành vô cùng to lớn trường đao đột nhiên biến mất phương bình một tay nắm chặt người kia giống như là bóp con gà nắm đối phương ở trong tay bạo giống một tiếng hai tay phá diệt chi lực nồng đậm vô cùng hung hăng bóp xuống. Không, người này cũng có thực lực bản nguyên khoảng 5 đoạn, khí huyết cơ sở cao tới 14 vạn thẻ, sau khi tăng phúc, cường độ khí huyết tiếp cận 21 vạn thẻ. Nhưng so với Phương Bình, còn kém hơn rất nhiều, nhất là Phương Bình giờ phút này vận dụng chính là lực lượng phá diệt, bộc phát mạnh hơn. Đối phương cho rằng đồng bạn sẽ nhanh chóng đi ra, không muốn chạy trốn. Giờ phút này bị Phương Bình nắm, chỉ cảm thấy kim thân muốn nổ tung, thống khổ gào thét lên, biên cuồng dẫy giụa đi chết đi, Phương Bình hét lớn một tiếng, bành một tiếng, trực tiếp bóp nát kim thân của hắn. Phụt, vô số kim sắc huyết tương, kim sắc toái cốt bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt một đạo hư ảnh ngưng hiện, không nói hai lời, muốn hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Tinh thần lực của đối phương còn chưa bị hủy diệt, nhưng Phương Bình nào cho hắn cơ hội, thần binh biến mất trước đó, bỗng nhiên xuất hiện ở phương hướng hắn trốn chạy, thần binh đột nhiên hóa thành một đầu mãnh thú, một ngụm đem hư ảnh nuốt xuống. Phương Bình, giao động tinh thần lực oán độc truyền ra ngay sau đó một tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên thần binh trường đao lại khôi phục nguyên trạng trên thân đao giống như có vết nứt nhàn nhạt tồn tại mà tinh thần thể của đối phương đã biến mất phương bình cười lớn một tiếng lấy một địch bốn chính mình nhẹ nhõm chém giết một vị cường giả bổn nguyên đạo ngũ đoạn so sánh với trước đó không thể so sánh nổi ngày xưa cảm thấy bản nguyên đạo cường đại vô cùng hôm nay xem ra cũng chỉ như thế mà thôi phương bình hắn hiện tại cũng coi là chân chính đứng ở đỉnh phong phía dưới đỉnh phong. Mà đây, chỉ là hắn mới vào kim thân cửu đoán mà thôi. Đáng chết, Phương Bình nhanh chóng chém giết một vị cường giả, sắc mặt của Thường Sơn Khải đều kịch biến. Nghệ Huyễn vũ, các người còn không ra tay. Từ bính, các người lấy được đế thi, với tính tình bá đạo của Phương Bình, các người cảm thấy các người có thể mang đi. Mọi người dồn dập hét to, đánh giá thấp Phương Bình, cứ tiếp tục như thế, Phương Bình có lẽ có thể nhanh chóng chém giết ba vị cường giả còn lại, đến lúc đó, bọn họ cũng nguy hiểm. Bên nhân gian giới, mấy vị cảnh giới cử phẩm ra tay lần này đều có thực lực rất mạnh. Cộng thêm yêu kiếm khách và đế nhạc tham chiến, càng làm cho bọn họ phẫn nộ biệt khuất. Đám người côn bằng Nguyễn vũ này thế mà còn đối phó đế thi, đồ chơi này là bọn họ có thể mang đi sao? Phương Bình nhanh chóng chém giết một vị cường giả bản nguyên đạo ngũ đoạn, cũng làm cho những người như nhai tí huyến vũ có chút cảnh giác. Tên này, thật sự là đang trở nên mạnh mẽ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Huyễn Vũ Côn Bằng cũng không quên, trước đó ở Nam Cửu Vực, thực lực của Phương Bình, khi đó có thể so với người bản nguyên đạo nhất cảnh nhị đoạn cảnh mà thôi. Đừng nói là đánh giết, đánh bại cũng khó khăn, lúc này mới có mấy ngày, Phương Bình thế mà có thể đánh chết cường giả bản nguyên đạo ngũ đoạn. Vốn cơ giao nói, cầm đế thi cùng Chu Thiên Kiếm liền đi, nhưng giờ phút này, Côn Bằng Huyễn Vũ lại nhanh chóng truyền âm cơ giao nói, người này nhất định phải giết, tiến bộ quá nhanh, giao nhi, không thể hợp tác nữa. Cơ giao hợp tác với Phương Bình, trước đó hắn không quá để ý. Nhưng bây giờ, không thể không để ý. Cứ tiếp tục như thế, thực lực của Phương Bình tăng trưởng để cho hắn cũng hoảng sợ. Huyền Trang, người tới đối phó đế thi, huyễn vũ truyền âm yêu long, yêu long chính là thiên mệnh vương đình thủ hộ yêu thú, hậu duệ huyền long, hắn vẫn là quen biết. Côn bằng huyến vũ quyết định chủ ý, lần này có lẽ nên giữ Phương Bình lại. Nuôi hổ thành họa, đây không phải lần đầu tiên, nhưng trước đó cho dù bên phía Nam Cửu vực bạo phát đại chiến, bọn Phương Bình đánh chết trên trăm cửu phẩm, hắn cũng không có cảnh giác như bây giờ. Hắn cũng không quên lời nói của Trương Đào, lúc ấy Trương Đào đã nói, để cho hắn làm đá mài đao cho Phương Bình. Trước đó hắn còn cảm thấy không cần để ý, nhưng tình huống bây giờ, có lẽ không cần nửa năm, hắn thật sự sẽ thành đá mài đao của Phương Bình. Không chỉ là Phương Bình, còn có Lý Trường Sinh, hai người đều đã đạt tới kim thân cửu đoán nhân vật như vậy nhất định phải giết mới được đợi đến khi yêu long tiếp nhận đế thi Huyến vũ côn bằng không rên một tiếng cầm thương đột nhiên giết về phía phương bình đúng lúc này triệu hưng vũ một đao bổ lui đế thi đánh đối phương vào chỗ của đám người côn bằng không nói hai lời đánh tới côn bằng huyễn vũ ầm um, một thương một đao trong nháy mắt va chạm sắc mặt Huyến vũ khó coi biết ngay ngươi và võ giả phục sinh vẫn không minh bạch mà quả là thế mặc dù sớm có suy đoán nhưng giờ phút này triệu hưng vũ ra tay ngăn cản vẫn để cho côn bằng huyến vũ phẫn nộ thiên thực vương đình làm loạn loại người như triệu hưng vũ há có thể lưu lại triệu hưng vũ nhìn hắn một cái thản nhiên nói bất nói nhảm đi triệu mỗ trước đó bại trong tay ngươi chỉ là không muốn cùng ngươi liều mạng mà thôi ngươi đã muốn chết vậy triệu mỗ hôm nay thành toàn ngươi triệu hưng vũ ngươi không nên chịu chết vậy lão phu tiến ngươi một đoạn đường trong lúc hai người nói chuyện đã nhanh chóng chém giết đến cùng một chỗ, dư ba tràn lan bên phía Phương Bình đều nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Hai người này mới thật sự là vô địch dưới chân vương. Một đau một thương, thoạt nhìn không nhanh nhưng lại là từng chiêu chí mạng. Khí tức trên thân hai người càng ngày càng mạnh, sắc mặt Phương Bình bỗng nhiên biến đổi, hắn cảm nhận được một chút đồ vật. Hai người này có dấu hiệu biến chất, sức mạnh của hai người lại có dấu hiệu biến chất của chiều tuyệt đỉnh. Mà loại tình huống này vừa rồi hắn đã từng xảy ra một lần cho nên Phương Bình cảm nhận đặc biệt rõ ràng. Hai người này, thật sự không khác gì so với đỉnh cao nhất. Phương Bình trong lòng sợ hãi thán phục, chẳng lẽ hai người này muốn ở không phải tuyệt đỉnh cảnh, không phải cử đoán cảnh liền hoàn thành biến chất lực lượng sao? chương 890, chờ mặt không nhận châu, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàn không ngừng. Hai người chử huyến vũ và triệu hưng vũ giao thủ, đó là thật sự cường đại đáng sợ. Đám người Phương Bình lúc này đều không thể không tránh lui một chút, đề phòng bị ảnh hưởng đến. Lúc đang ở bên ngoài chém giết sôi nổi, trong dị thế giới, Vương Kim Dương vẫn bị huyết dịch bao phủ, khí thế trở nên mạnh mẽ, nhưng lại không có dấu hiệu tỉnh táo. Bốn người Lý Hàn Tùng đối chiến với ba bộ đế thì bị tàn phá, lúc này cũng miễn cưỡng duy trì bất bại. Vương Nhược Băng thì nhìn trái nhìn phải, cũng không có cảm giác khẩn trương quá lớn, ngược lại có chút tò mò. Lý Hàn Tùng gánh vác trọng trách phòng ngự, lúc này cũng thở hổn hển nói, "Lão Vương còn chưa tỉnh à? Lần này tên này sẽ tăng bao nhiêu?" không đợi lão diêu nói tiếp lý hàn tùng nhìn tưởng siêu bị đánh gầy đi một vòng lớn cười ha ha không ngừng hình như tên này đã hoàn toàn mất phương hướng rồi lão diêu người nói hắn tỉnh rồi hắn có khóc không tưởng bàn tử lúc này giết đỏ mắt không dẫn dắt hắn ngay cả lão diêu bọn họ cũng muốn công kích ba bộ đế thì tàn tạ mặc dù không có ba bộ cường đại khác nhưng cũng không thể khinh thường tưởng siêu vừa thành tựu bát phẩm không phải đối thủ nhưng bây giờ cho dù tên này bị giết máu thịt bay tứ tung vẫn đang chiến đấu cuồng loạn như cũ, chỉ vì chuyện này, Lý Hàn Tùng cảm thấy tưởng siêu tỉnh rồi, đại khái mình cũng có thể hoài nghi nhân sinh. Siêu thành quân nhìn lướt qua Lý Hàn Tùng bình tĩnh tự nhiên, lúc này diêu thành quân cũng không áp chế nổi xúc động khát máu kia. Nhưng thiết đầu lại vô cùng bình tĩnh, siêu thành quân bắn một thương lui một bộ đế thi, nhịn không được nói, đầu ngươi thật cứng. Người nào a à, lần này mấy người hấp thu năng lượng trái tim chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là tưởng siêu, tưởng hạo cũng chỉ miễn cưỡng bảo trì một chút thanh minh, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có ảnh hưởng, nhưng thiết đầu này hình như hoàn toàn không có phản ứng. Lúc này Lý Hàn Tùng lại nghĩ tới cuốn tùy bút lục lúc trước, hùng hùng hổ hổ nói, "Lão Diêu, tốt nhất là cuốn tùy bút lục kia đừng để là ngươi viết, bằng không, ngươi cứ trở đi." Gia hỏa này lại mắng mình ngu xuẩn, mặc dù là chuyện đời trước, nhưng vậy cũng không được. Bớt nói nhảm đi, Diêu Thành Quân mắng một câu, tiếp theo ánh mắt biến ảo nói, "Không tốt. Nơi này sắp hỏng mất rồi." nhanh lên dẫn lão vương lên dị thế giới sắp sụp đổ phong cấm này vốn được xây dựng trên cơ sở trái tim bây giờ trái tim không còn nơi này cũng không có năng lượng duy trì chỉ sợ sắp hỏng mất mấy người bọn họ sốt ruột muốn dẫn lão vương đi lên rời khỏi nơi đây mà ở phía sau bọn họ khoảng cách mấy chục mét lúc này lại có chút khác biệt thiết đầu bọn họ gần như hoàn toàn không biết gì cả không hề cảm ứng mà bên cạnh vương nhược băng và lão vương lại có thêm một bóng người vương nhược băng nhìn bóng người bóng người có chút hư ảo nhưng về cơ bản có thể nhìn ra một vài thứ mặc một bộ trường bào tóc dài đơn giản buộc lên không có bá đạo gì đáng nói chỉ là bình thường không thấy rõ khuôn mặt hư ảnh chắp hai tay sau lưng giống như đang nhìn hai người hồi lâu sau hư ảnh kia bỗng nhiên thở dài một tiếng giọng nói bình thản không ngờ lại từ bỏ chiến thiên đế vượt quá dự liệu của ta trái tim có sức hấp dẫn với ngươi ta đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người người lại có thể khắc chế được loại dục vọng này vương kim dương bị huyết kén bao phủ trước đó lúc này mặt mày cũng chóc ra con mắt khép kín hơi mở ra một khe hở nhỏ nhìn về phía hư ảnh một lát sau chậm rãi nói hắn là hắn ta là ta ta vẫn luôn suy nghĩ vương kim dương chỉ là vương kim dương chứ không phải người khác không phải chiến thiên đế cũng không phải võ giả sống lại ta chính là ta nói thì dễ dàng làm thì khó hư ảnh cảm khái một tiếng khẽ cười nói, không cảm thấy đáng tiếc sao. Hấp thu lực lượng trái tim, lực lượng đồng nguyên, người nhất định có thể trở thành đế cấp võ giả, hơn nữa, sáu vị đế cấp cường giả cũng sẽ trở thành khôi lỗi của ngươi. Có gì mà đáng tiếc, vương kim dương lạnh nhạt, hư ảnh lại cười nói, lực lượng của ngươi, cho người ngoài, để người ngoài trở nên mạnh mẽ, không oán sao. Kiếm mạc vấn, xem ra ta đã đánh giá cao ngươi rồi. Vương Kim Dương thản nhiên nói, đó không phải là sức mạnh của ta, đây là sức mạnh từ bên ngoài đến. Ngươi hỏi ta nhiều như vậy, ta có thể hỏi ngươi vài vấn đề không? Có thể, nhưng mà ta sắp tiêu tán, chưa hẳn có thể trả lời. Hư ảnh lại cười một tiếng, tiếng cười kéo dài, đám người Lý Hàn Tùng cách đó không xa lại không cảm ứng được. Ngươi hẳn là còn sống, nên lấy thân phận mạc vấn kiếm mà sống, hay là lấy thân phận người khác còn sống? Có khác nhau sao? Mạc Vấn cười nhạt nói, danh hào chỉ là một cái xương hô mà thôi, ma đế cũng tốt, Mạc Vấn kiếm cũng tốt, hoặc là cái khác, có gì khác nhau. Vương Kim Dương không hỏi thêm nữa, lại nói, ngàn năm trước, Người giết vào địa quật, đánh chết những cường giả âm mưu tính kế ngươi, chúng ta đều bội phục ngươi, tại sao lại xuất hiện sự đảo ngược lớn như vậy, muốn ẩn vào trong bóng tối. Các ngươi thật sự hiểu rõ ta sao? Mạc Vấn Kiếm khẽ cười nói, chuyện ngàn năm trước, các ngươi lại biết được bao nhiêu. Vạn Nguyên Điện đã đi qua sao? Ta nói rồi, ta chỉ là đào binh, bỏ rơi đồ đệ mà thôi, các ngươi không cần đánh giá ta quá cao, chính như lời ngươi nói, ngươi chỉ là ngươi, ta chỉ là ta. Ta không phải anh hùng trong mắt các ngươi, ta giết người chỉ vì báo thù. Ta che giấu cũng là vì báo thù, ta hận thế đạo này, ta hận tất cả những thứ này. Năm đó ai đã giết thê tử của ngươi, lúc này Mạc Vấn Kiếm không trả lời nữa. Vương Kim Dương cũng không hỏi thêm, lại nói, lần này ngươi dụ dỗ ta tới đây, thật sự là ngàn năm trước cho dù ta có đến đây, cũng là vì duyên phận, gần đây mới có dự định này. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Vương Kim Dương nhìn hắn, hình chiếu tinh thần lực của ngươi không thể tồn tại từ ngàn năm trước đến bây giờ. Chắc chắn là gần đây mới lưu lại, hoặc là ngươi luôn ở đây, hoặc là gần đây ngươi đã tới đây. Vương Kim Dương bình tĩnh nói, gần đây đã tới đây. Sư phụ của ngươi biết không? Nếu biết, vậy thân phận của ngươi sẽ bại lộ, nếu không biết, chứng tỏ ngươi mạnh hơn so với tưởng tượng, ngay cả sư phụ của ngươi cũng có thể dễ dàng giấu giếm. Sau đó thì sao? mạc vấn nở nụ cười mặc dù không muốn khoe khoang nhưng ta quả thật rất mạnh chiến thiên đế nếu như ngươi còn có chiến lược kiếp trước có lẽ còn có tư cách so sánh cao thấp với ta hiện tại ngươi tranh lệch quá xa vương kim dương cười nói có lẽ vậy một vấn đề cuối cùng ngươi quen biết ta và phương bình bọn họ phải không mạc vấn vẫn cười không trả lời ta nghĩ ta hiểu rồi quả nhiên ngươi biết chúng ta nhưng người quen biết chúng ta quá nhiều chưa chắc đã bắt được ngươi Mạc Vấn Kiếm, lần này ngươi làm sai rồi, ngươi nói cho tốt, có lẽ Phương Bình sẽ giúp ngươi, ngươi càng muốn lựa chọn phương thức này, sẽ chỉ làm Phương Bình chán ghét, ngươi sẽ gặp phiền toái lớn. Phương Bình, Mạc Vấn Kiếm lại cười nói, chiến thiên đế ngươi cũng lưu lạc đến nước này sao? Ngay cả ngươi cũng gửi hy vọng vào Phương Bình, Phương Bình thật sự có thể làm được sao? Mạc Vấn cười. Thở dài một tiếng nói, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi một ít chuyện của chính ngươi, kết quả lại không có. Nhưng nếu đã gặp được, vậy thì nói chuyện vài câu đi biết ta lấy được trái tim của ngươi từ chỗ nào không vương kim dương không nói gì trong khổ hải mạc vấn kiếm cười nói ở khổ hải phát hiện chỗ rơi xuống ở thiên giới nhưng chỉ có trái tim của ngươi chứ không có những thứ khác sở dĩ biết là trái tim của chiến thiên đế cũng có quan hệ với chiến thiên cung ở bên kia ta phát hiện ra chiến thiên cung ngươi muốn nói cái gì vương kim dương vẫn bình tĩnh như cũ mạc vấn kiếm cười cười giọng cười lạnh nhạt có lẽ thân thể của ngươi, thân thể khác của ngươi, cũng ở bên kia. Kể cả những thứ khác, ngươi có hứng thú đi xem không? Không chỉ có ngươi, còn có hai vị kia. Nói xong, Mạc Vấn chỉ kiếm về phía hai người thiết đầu đang chiến đấu ở phía sau. Hình như ta đã cảm ứng được khí thức của bọn họ. Không quá rõ ràng, nhưng chắc cũng ở khu vực đó. Thiên lạc chi địa, Mạc Vấn lại cười nói, khoảng cách đến đại biến không còn xa, các người bây giờ cứ làm từng bước một, thật sự có thể trước khi đại biến có lực lượng nghịch chuyển thế cục sao? Có năng lực đó sao? Có lẽ đã tìm được kiếp trước của thân, dù không toàn bộ nạp vào cho mình dùng, cũng có thể như lần này, tăng cường tự thân. Người đang giật dây ta đi cấm kỵ hải, đi thiên lạc chi địa. Vâng, Mạc Vấn Kiếm cười nói, là đang giật dây, giống như lần này, người biết rõ nơi đây có nguy hiểm, không phải đã tới rồi sao? Kiếm của Mạc Vấn ta có thể có âm mưu, nhưng chủ yếu vẫn là dương mưu hư ảnh kiếm của mạc vấn càng ngày càng mờ nhạt nơi thiên lạc này sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ tới còn cụ thể hỏi thương miêu đi nó vẫn còn nhớ lời này vừa dứt hư ảnh kiếm của mạc vấn giống như sóng nước hoàn toàn tiêu tán kén máu trên người vương kim dương chậm rãi vỡ vụn vương nhược băng ở bên cạnh nhìn về phía hư ảnh vỡ vụn bỗng nhiên cười nói mạc vấn kiếm ma đế thật sự rất xấu vương kim dương mở mắt nhìn về phía nàng Vương Nhược Băng cười trộm nói, hắn cố ý bài xích ta ở bên ngoài, là muốn ta nói cho những người khác biết, nói cho phụ thân ta biết, ta đã biết bí mật của thiên lạc chi địa. Thiên lạc chi địa, kỳ thật chính là thiên giới, lúc trước rất nhiều người đi tìm, nhưng lại không thể tìm được. Hình như có người tìm được, kết quả chết rất nhiều người, hình như. Hình như con chó lớn kia cũng chết, sau đó không có tin tức trời đất, mà đế nói thương miêu biết, còn nói phát hiện rất nhiều thứ nếu tin tức truyền ra có lẽ phụ thân ta cũng sẽ động tâm vương nhược băng nói đến đây thở dài nói cha ta sắp đến đại nạn tuổi thọ có lẽ thật sự sẽ đi nơi thiên lạc tìm kiếm một vài thứ bây giờ biết tin tức chỉ có thương miêu vương kim dương ngắt lời bọn ta từng chiếm được một phần thiên giới tàn đồ là quan minh đế cho bọn ta không được vương nhược băng lắc đầu nói xem ra thiên đế đi cùng với đại cẩu năm đó có rất nhiều cường giả đi cùng nhau cho nên có thể giải quyết nguy hiểm dọc đường cho dù như vậy cũng có rất nhiều cường giả ngã xuống. Cho nên con đường kia là sai, hơn nữa đại cầu chết rồi, không có người dẫn đường, hiện tại bọn hắn cũng chưa chắc có thể tìm được, bởi vì khổ hải cũng đang biến hóa. Nếu Thương Miêu biết, vậy nếu để Thương Miêu dẫn đường, có lẽ nó có thể an toàn đến được thiên lạc chi địa. Là trải qua ngàn khó vạn hiểm, mạo hiểm vẫn lạc đi con đường kia, hay là tìm Thương Miêu cùng một chỗ, bắt Thương Miêu dẫn đường cho tốt. Điểm này, Vương Kim Dương cũng lập tức hiểu ra, một lúc lâu sau hắn trầm giọng nói kiếm của mạc vấn thật sự đang tính kế thương miêu không biết vương nhược băng nói xong lại nhỏ giọng nói yên tâm đi ta sẽ không nói ra đại cầu đều chết hết ta không muốn phụ thân đi mạo hiểm đại cầu năm đó rất lợi hại phụ thân ta cũng nói không tìm nó tính sổ nói rõ nó so với thời kỳ đỉnh phong của phụ thân ta có lẽ còn cường đại hơn bây giờ phụ thân vốn đã bị thương ta tha rằng phụ thân sống đến chết già vương nhược băng nói xong có chút thương cảm Đại nạn của phụ thân sắp đến rồi, nguyên bản không đến mức nhanh như vậy, phụ thân thực lực cường đại, thực lực càng mạnh, sống càng dài, đây là định lý. Nhưng phụ thân vì nàng, những năm này không ngừng hao phí tinh lực to lớn đi phong ấn, phóng thích, phong ấn. Kể từ đó, ngay cả thời gian khôi phục cũng không có, sao có thể chịu đựng đến cuối cùng. Vương Kim Dương nhìn thấy vẻ thương cảm của cô, mở miệng nói, thương thế của ngươi đã khỏi chưa? không biết vương nhược băng lắc đầu nói ta không biết thương thế của mình là thế nào mỗi lần thương thế phát tác phụ thân liền phong ấn ta nhưng vẫn cảm ơn trái tim của ngươi năng lượng của trái tim không khách khí đó cũng không phải của ta vương kim dương đang nói thì phía trước thiết đầu bỗng nhiên hùng hùng hổ hổ nói lão vương ngươi tỉnh dậy thì đến trợ chiến nói chuyện gì với phụ nữ vậy có phải ngươi nhìn thấy phụ nữ không đi nổi nữa không quên vợ nhỏ nhà ngươi rồi hả Vương Kim Dương khẽ cười một tiếng, đứng dậy, toàn bộ huyết kén trên người đều rơi xuống. Vừa đi về phía bên kia, vừa cười nói ăn ghen. Ăn cái đầu ngươi, thiết đầu mắng một câu, ra hỏa này đang nghĩ gì vậy, ta ăn giấm cái gì, từ khi nào mà có thói quen xấu này, bắt đầu mắng chửi người rồi. Vương Kim Dương lại cười một tiếng, ngay lúc này, trong tay hắn xuất hiện một cây trường cung màu đỏ như máu. Trường cung vừa ra, toàn bộ không gian đều rung động. Trường cung lúc trước có chút ảm đạm, giờ phút này giống như sáng lên không ít. Chiến thần cung, vương kim dương liếc nhìn trường cung trong tay, khẽ cười nói, binh khí mà thôi, tuy ta không phải chiến thiên đế, nhưng cũng không ngại mượn dùng binh khí của tiền nhân, ngược lại không cần ngu muội như thế. Dứt lời, một mũi tên dài đỏ như máu hiện ra. Mũi tên dài vừa ra, toàn bộ không gian lại rung động lắc lư một cái. Vương Kim Dương Dương Cung, trường cung bị kéo thành hình bán nguyệt, Vương Kim Dương khẽ quát một tiếng, huyết sắc trường tiến phá không mà ra, Ven đường nhấc lên từng trận sóng máu thấy một màn như vậy vương kim dương không có kinh hỉ ngược lại là thất vọng uy lực rất lớn một mũi tên này bắn ra đổi thành ở ngoài đế mộ có lẽ có thể đánh vỡ không gian nhưng sóng máu quá lớn vương kim dương nghĩ đến bia đá trong sân kia hắn có thể tưởng tượng ra được năm đó khi chiến thiên đế bắn ra một mũi tên bình bình đạm đạm toàn bộ sức mạnh đều ẩn chứa bên trong mũi tên không hề tiết ra ngoài chút nào sóng máu lớn đây là do lực lượng tiết ra ngoài cũng không phải là chuyện tốt. tuy phủ nhận kiếp trước nhưng cũng phải thừa nhận chiến thiên đế mạnh mẽ. vương kim dương lẩm bẩm một tiếng cách đó không xa iron hết vừa rung động vừa thấy tên này bỗng nhiên mạnh mẽ đến đáng sợ vừa không nhịn được lại mắng chửi ngươi đủ rồi lão vương sao bây giờ ngươi lại không biết xấu hổ như vậy nói chiến thiên đế mạnh mẽ không phải nói chính ngươi sao? trong lúc hắn nói chuyện mũi tên dài đã xuyên thủng một bộ đế thi trực tiếp nổ đầu đối phương chỉ còn lại một nửa. Không chỉ như vậy, huyết lãng bao trùm đế thi đang ăn mòn kim thân của đối phương, thậm chí đang thu nạp huyết dịch trong cơ thể đối phương, lớn mạnh lực lượng ăn mòn. Máu trong những thi thể đế này gần như đều chảy ra từ trái tim. Lúc này vương kim dương vận dụng chiến thần cung hấp thu lượng lớn năng lượng trong trái tim, một mũi tên bắn ra, thương tổn so với thương tổn mà võ giả bình thường mang đến cho đế thi còn lớn hơn. Tiếng xùi xùi không ngừng vang lên đế thi này có thể so với bản nguyên đạo một hai đoạn, lúc này động tác nhanh chóng chậm lại, trên mặt tàn tạ, giống như lộ ra vẻ thống khổ. Vương Kim Dương cũng không đáp lời thiết đầu, lại Dương cung bắn tên. Lần này, cùng lúc Dương cung bắn tên, lão Vương bỗng nhiên nhìn về phía xa xa. Dị thế giới không lớn, lão Vương giống như nhìn thấu cái gì, lại giống như cảm ứng được cái gì, mi tâm khẽ nhúc nhích. Cùng một thời gian, bên trong cấm kỵ hải, Thương Miêu cầm kiếm Chu Thiên, trên mặt mèo tràn đầy thương tâm tuổi thân nói, đây là bản miêu. Bản miêu nhặt được, không có chủ nhân, hu hu, cái tên huyết hồng kia thật đáng ghét, hắn muốn cướp kiếm chu thiên của bản miêu. Thương miêu uất ức vô cùng, nhặt được, nhặt được chính là của ta. Phương viên nhìn tiểu kiếm trong móng vuốt của nó, tiểu kiếm đang rung động, hiếu kỳ nói, đây là của vương đại ca sao. Không phải, chắc chắn là vậy, người đã nói là của da hỏa đỏ như máu, vậy chắc chắn là của vương đại ca. Phương viên nói xong, cười hì hì nói, Vương đại ca và đại ca ta quan hệ rất tốt, hắn chính là của đại ca ta, đại ca ta chính là của ta, đại miêu, kiếm này là của ta." Thương Miêu trợn tròn mắt, "Cường đạo, ca ngươi là kẻ lừa đảo, ngươi là cường đạo, thế mà còn muốn cướp bản miêu, có tin ta chọc chết mặt béo của ngươi không?" Thương Miêu rất tức giận, cũng không biểu hiện ra Chu Thiên kiếm của mình nữa, thu kiếm Chu Thiên đang rung động vào trong trang bị chữ vật của nó. Quan sát Thương Miêu một hồi, con mèo này không thấy nó mang theo nhẫn chữ vật à. Nhưng mỗi lần con mèo này đều có thể lấy ra rất nhiều thứ trang bị chữ vật bị nó giấu đi đâu phương viên dình coi hình như mèo hoang có chút đắc ý cái đuôi to đong đưa một chút muốn tìm sao muốn trộm sao không có cửa đâu bản miêu ngủ một giấc đã rất lâu rất lâu có thể không đề phòng một chút sao trước kia đại cầu thường xuyên muốn thừa dịp ta ngủ trộm đồ còn không phải không trộm đi sao thương miêu âm thầm đắc ý nhìn về phía đế một tối tăm bất định phía trước mở miệng nói sắp vỡ rồi đi nhanh đi Đi rồi, phương viên vội vàng nói, ca ta còn ở bên trong. Không phải ngươi nói bên ngoài có rất nhiều cường giả đến sao? Đúng nha, thương miêu nói rất đương nhiên, chính là có rất nhiều cường giả mới phải đi. Nếu không đợi lát nữa đánh nhau sẽ bị người khác phát hiện ta ở đây, vậy không phải là muốn đánh ta sao? Ta không đánh nhau, ta lấy đi chu thiên kiếm, bọn họ lại không nhìn thấy, sẽ không đánh ta. Nói đến đây, trên mặt mèo của mèo rừng bỗng nhiên lộ ra biểu cảm ngây thơ hồn nhiên, Cô tội ủy khuất ta lại không lấy kiếm chu thiên, đánh bản miêu làm gì. Ta chỉ là một con mèo, ta oan ức như vậy, ngây thơ như vậy, sẽ không lấy. Phương viên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, ngươi nói ta sắp tin rồi, con mèo này, con mèo này lại còn đáng yêu như vậy, ta nếu không ở đây, vậy còn thật sự tin tưởng không phải mèo xanh cầm, mèo đáng yêu như vậy, làm sao có thể làm chuyện này. Con mèo hư, giờ khắc này, trong lòng phương viên dâng lên ý nghĩ như vậy, con mèo này cũng không phải thứ tốt. Phương Viên không biết, lúc trước Trấn Thiên Vương nhìn thấy Thương Miêu, ý nghĩ đầu tiên chính là Thương Miêu Thiên Cẩu không có một thứ tốt nào. Một con mèo tốt, có thể đi ăn vụng của Hoàng gia sao? Còn không phải lần đầu tiên, Phương Viên mặc dù không biết những thứ này, lúc này cũng vội vàng nói, Đại Miêu, người cầm đi thanh kiếm này, ca ca của ta ở bên trong, vậy không có việc gì chứ? Ta không lấy, Thương Miêu phủ nhận, Phương Viên thiếu chút nữa tức hộc máu, trợn mắt nói dối. Cái này lại không có người khác, Ngươi cũng phải phủ nhận. Được được được, người không cầm, kiếm tự bay tới. Ta nói chuyện của ca ca ta, thương miêu lúc này mới hài lòng, đúng vậy, kiếm chu thiên tự mình bay tới, cũng không phải bản miêu cầm. Nghĩ nghĩ, móng vuốt mèo thương miêu gãi gãi tròm dâu, chắc là không sao đâu nhỉ. Giả nhân hoàng và nhóc mập đều ở bên kia, nói xong, đuôi mèo đong đưa, bỗng nhiên nhìn về phía biển cấm kỵ sau lưng, mặt mèo cười nói, được rồi, bản miêu muốn ra tay. Mặt mập, người thấy rồi chứ, bản miêu ra tay đối phó một vị đại đế, người muốn lừa đảo cho ta 100 triệu. Không được, 10 tỷ mới được, phương viên có chút ngẩn người nhìn nó, con mèo này cần nhiều tiền như vậy làm gì. Con mèo xanh không thèm quan tâm đến cô ta, cần câu trong tay hiện ra, hì hi hì hì nói câu cá rồi. Không, câu trâu lớn rồi, bên kia có một con trâu lớn thật lớn, thật lớn. Hình như có chút quen thuộc, là vật cưỡi của ai đó sao? Thương miêu lẩm bẩm, mặc kệ, đi câu đại thủy như đi. Hình như con trâu lớn sắp tới, bản Miêu mặc kệ chuyện ở nơi khác, xem có thể câu một con trâu lớn về nướng hay không. Con trâu nhỏ không có mùi vị gì, có lẽ mùi vị của con trâu lớn này không tệ. Đuôi to mèo trắng vỗ vỗ giảo hoạt, bất mãn nói, "Nhanh lên, đi câu cá. Chúng ta xem xem buổi tối có thể ăn tiệc toàn thịt bò hay không?" Giảo hoạt truyền âm nói, "Thực lực gì, phong hào chân thần chứ?" Giảo hoạt ngây giải, "Mèo ngốc, đi chịu chết sao? Ta không nói cho ta câu cường giả cấp đế." Ngươi muốn chịu chết thì ngươi tự đi, bản vương không đi. Cường giả như vậy, tùy tiện một chiêu cũng có thể đánh nổ nó, nó mới không đi chịu chết. Thương miêu như nhìn ra sự nhát gan của nó, tức giận nói, lá gan thật nhỏ. Trước đây bản miêu cũng từng câu, nhưng mà khi đó con chó lớn vẫn còn sống. Chó nhỏ, người thật sự làm mất mặt chó lớn nhà ngươi. Giảo hoạt không biết nói gì, thương miêu lại nói, đừng sợ, không sao đâu, không câu được. Chúng ta liền kéo con trâu lớn đi tìm quả đen lớn, con quạ lớn gặp châu lớn nhất định phải đánh nhau bản miêu thật thông minh thương miêu đắc ý đúng cứ làm như vậy một lát sau ở chỗ sâu trong cấm kỵ hải truyền ra một tiếng gầm rung chuyển trời đất đáng chết cấm thần trừa chết tiệt cái thứ này không phải đã biến mất rồi sao là ai tiếng gầm gừ to lớn vang vọng cấm kỵ hải tiếp theo trong ánh mắt chấn động của một vài cường giả một con trâu nước cao lớn vô cùng thân cao gần ngàn mét bị kéo trên không cấm kỵ hải nhanh chóng phá không mà đi vết nứt màu đen không ngừng bị phá nát con trâu lớn giãy giụa kịch liệt gào thét không ngừng ở hướng ngự hải sơn lòng biến thiên đế xoa xoa chán lẩm bẩm nói cái tên thủy lực này đây là đắc tội với thương miêu sao cấm thần trượng hình như ở trong tay thương miêu a cụ thể có phải hay không không rõ lắm bất quá đại khái là ở trong tay thương miêu còn có tên thương miêu này trở mặt không nhận trâu nếu bản đế nhớ không lầm không phải trước kia thương nhiều có quan hệ không tệ với con trâu lớn này sao? Thường xuyên cùng thiên cầu đi tìm con trâu này, đi quanh con trâu này. Hắn đã nhìn thấy nó mấy lần, sao bây giờ lại trở mặt? Long biến thiên đế khẽ lắc đầu, mặc kệ, đây là chuyện của bọn chúng, mình sẽ không xen vào. mươi 891, không yên không được sống. Bên trong đế phần, từng dòng từng dòng chữ, trong tầm cung, hai mắt phương bình đỏ như máu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên trường đao thậm chí còn có vết giạt, một đao bổ ra, chém một người thành hai nửa. Chết đi, hoàng kim ốc thẳng tắp rơi xuống, trực tiếp đập về phía tinh thần thể của đối phương, bịch một tiếng, tinh thần thể bị đập nổ. Không, tiếng giống thê lương không cam lòng lại truyền ra, phương bình thở hổn hển nhìn về phía một người một yêu đang điên cuồng công kích hoàng kim ốc, trên mặt lộ ra nụ cười, cười tả ác. Giết chết hai người, về phần triệu hưng vũ cùng huyến vũ đang giao chiến cách đó không xa, hắn không có tâm tình đi quản hai người này quá mạnh, hiện tại hắn không phải là đối thủ, đừng nói hiện tại, chính là đến cửu đoán đỉnh phong, Phương Bình cảm giác mình cũng có chút lo lắng. Hai gia hỏa này, giờ phút này càng đánh càng mạnh, loáng thoáng có chút xu thế lột xác. Không phải chiều tuyệt đỉnh lột xác, mà là bản chất lực lượng đang lột xác. Như vậy, có lẽ hai người có thể chiến đấu ở đỉnh cao nhất dưới tình huống chưa tới 1.000 mét đại đạo. Phương Bình kỳ thật rất kinh ngạc, huyễn vũ côn bằng không nói, triệu hưng vũ sao lại mạnh đến như vậy trước kia lão đầu tử này không mạnh như vậy cách đó không xa tất cả mọi người của thường sơn khải đều kiệt lực chém giết lúc này thanh niên lý lão đầu chiến vô danh sơn đã chiếm cứ thượng phong thanh niên vô danh sơn có chút căm tức có chút không cam lòng mặc dù vị này kim thân chín rèn nhưng hắn không sợ lý trường sinh dù sao mới thăng cấp thực lực còn chưa tới đỉnh phong mấu chốt là những người này khôi phục quá nhanh nguyên một đám đều uống bất diệt vật chất như nước bị thương một chút lực lượng tiêu hao lớn một chút nhìn ngươi khó chịu cũng tới một chút thế thì còn chiến kiểu gì nữa thanh niên vô danh sơn cầm trong tay một thanh kiếm nhỏ lúc này cũng cực kỳ bất đắc dĩ hơn nữa những võ giả nhân gian này phương thức chiến đấu quá lỗ mãng chính là trực tiếp chém giết hắn có rất nhiều thủ đoạn ở đây căn bản không sử dụng được nơi này quá nhỏ hẹp nhiều cường giả tụ tập ở đây như vậy hắn rất khó thi triển đúng vào lúc này phương bình bỗng nhiên mặc kệ hai vị cửu phẩm bị vây khốn quay đầu liền phóng về phía cơ giao sắc mặt cơ dao khẽ biến thực lực của nàng cũng mới bát phẩm không lâu nhưng nàng không sợ những cử phẩm cảnh kia cho dù triệu hưng vũ tuy rất mạnh nhưng nàng cũng không có ý e ngại nhưng phương bình xông về bên này cơ dao thật sự có chút bất an lúc này bên cạnh nàng còn có hai vị cường giả cảnh giới cử phẩm nhưng điều này cũng không thể mang đến cảm giác an toàn cho nàng cơ dao thấy phương bình không quan tâm liền đi về phía bên này không khỏi quát phương bình người muốn làm gì giết ngươi hai mắt phương bình đỏ như máu nói, cơ giao, lấy chỗ tốt của lão tử, người lại dám trở mặt không nhận người. Lão già côn bằng huyến vũ này, hiện tại không giết được, sớm muộn giết chết hắn. Ta giết chết người trước rồi nói, cơ giao lùi lại một bước, cách đó không xa, miều miều cũng có chút kiêng kỵ phương bình. Lúc này cũng vội vàng triệu hồi hai vị cử phẩm thủ vệ của hắn, có tư thế lui ra ngoài. Phương Bình nhìn hắn muốn đi, quá to, khạc khạc khạc, lưu thứ đó lại, lão tử tha cho ngươi một mạng, bằng không, hôm nay ai cũng đừng hỏng đi sắc mặt nguyễn cung cứng ngắc phương bình một phương cũng không chiếm cứ ưu thế giờ phút này ba bộ đế thi đang quấy rối mà thôi yêu long đang đối phó một bộ đám người từ bính đang đối phó một bộ trước đó bọn họ cũng đang đối chiến một vị thật ra đã biểu lộ thái độ không xen vào chuyện của phương bình kết quả phương bình được một tấc lại muốn tiến một thước thế mà càng ngày càng kiêu ngạo phương bình cũng mặc kệ cái này khí thế như cầu vồng nhanh chóng giết đến bên cơ dao bọn hắn hai vị cường giả cảnh giới cử phẩm cũng không nói nhảm, quát to một tiếng, nhao nhao xuất thủ. Phương Bình một cước đá ra, mũi chân như kiếm, đá phá hư không. ầm, um, một cước này đá ra, giày chiến cử phẩm bộc phát ra hào quang sáng chói. Một cước đem một người trong đó đá cánh tay máu thịt bay tứ tung. Hai người sắc mặt khẽ biến, một người trong đó khẽ quát nói, điện hạ, đi trước. Không chỉ bọn họ, bên kia, cường giả hộ đạo cũng quát to, điện hạ, rời đi trước. Đế tử, đi mấy người thường sơn Khải cũng nhao nhao hét lớn, nơi đây càng ngày càng nguy hiểm, nguy hiểm đến mức bọn họ bây giờ đã không còn sức bảo vệ những nhân vật trọng yếu này nữa. Phương Bình lần nữa nhếch miệng cười to, "Muốn đi? Đều đừng đi, trước đó từng người túm 5 năm 8 vạn, thật sự cho rằng các ngươi là cái thá gì? Các ngươi đám phế vật này, ỉ vào có cái gì đại đế chó má che chở, liền dám kêu gào với Phương Bình ta." Lúc này, Vô thượng thường dung thiên đế tử ở bên cạnh không tham chiến quát lên, "Phương Bình, đế mộ vừa vỡ?" xem ngươi còn dám phách lối như vậy không. Ngốc chết, yên tâm, lão tử sẽ tiếp tục phách lối cho ngươi xem. Giờ khắc này Phương Bình thật sự là bừa bãi đến thực hạn. Cơ giao nhìn hai mắt hắn đỏ như máu, bỗng nhiên nói, người bị ngoại lực ảnh hưởng. Không, chỉ là chân tình thôi. Phương Bình cười ha ha nói, tạo ớt ức quá lâu, đã sớm muốn làm thịt mấy nhân vật trọng yếu này chơi đùa. Đám người các ngươi, có tư cách gì đến tính toán chúng ta? Có tư cách gì khinh bỉ chúng ta? tân vũ nhân chúng ta vào sinh ra tử hướng tử mà sinh so với các ngươi ăn càng nhiều khổ chịu càng nhiều thương tích cả đời này đều đang chiến đấu các ngươi sống an nhàn sung sướng còn chưa tính còn muốn đến tính toán chúng ta khinh bỉ chúng ta làm gì có tư cách phương bình cười to võ giả mới đến cảnh giới tam phẩm ai mà không trải qua chiến đấu không ngừng nghỉ những người này có tư cách gì đến xem thường tính toán xem thường từng võ giả nhân gian giới coi nhân gian giới là sâu kiến Bọn họ xứng sao. Vừa nói, Phương Bình mặc kệ một người trong đó một đao bổ trúng đầu của mình, một dòng máu màu vàng nhạt chảy xuôi xuống, Phương Bình lại không thèm để ý chút nào, hai tay cầm đao, chém ngang qua. Ầm, um, một vị cường giả cửu phẩm bị chém tới mức máu thịt bay tứ tung. Lúc này, trong Hoàng Kim ốc, một người một yêu còn lại cũng nổi giận gầm lên một tiếng, đều toàn lực ứng phó, đánh vào Hoàng Kim ốc bắt đầu có khe hở hiện ra. Mấy vị cửu phẩm này, công kích thời gian rất lâu giờ phút này phương bình đang đối phó hai vị cửu phẩm cũng cho bọn hắn cơ hội triệu hưng vũ đang giao chiến với huyễn vũ thấy thế khẽ nhíu mày trầm thấp nói phương bình có chừng có mực tên phương bình này trước đó phách lối hắn tưởng là đang uy hiếp những người khác nhưng bây giờ hắn không phải uy hiếp tên gia hỏa này lại thật sự muốn lưu lại tất cả mọi người cùng lúc tấn công cơ giao hắn lại mạnh mẽ đánh về phía côn bằng kể từ đó một mình hắn sẽ đối phó sáu vị cửu phẩm cảnh đây là dưới tình huống bị giết hai vị phương bình điên rồi sao phương bình không điên giờ phút này thần trí hắn thanh tỉnh nhưng chính là có chút bạo ngược những người này đều đáng chết hắn ghét loại cảm giác này tất cả mọi người đều dùng thái độ của chúng sinh làm con kiến hôi tất cả mọi người cảm thấy trái đất không quan trọng muốn giết các ngươi các ngươi phải vươn đầu ra cho bọn họ chém đứt dựa vào cái gì không cam tâm phẫn nộ các ngươi luyện võ của các ngươi bọn ta luyện võ của bọn ta các người muốn đi ra con đường hoàng giả đó là chuyện của các ngươi không đi ra được hoàng giả đạo vậy thì nhận mệnh nếu nhất định phải tính toán chúng sinh mà chúng sinh này bao gồm cả mình hắn không cam lòng lần này mặc dù chiếm được trái tim của lão vương nhưng vẫn luôn bị động bị động tới đây bị động đi cướp lấy trái tim bị động đi hấp thu sức mạnh của trái tim bị động làm tất cả hắn không thích loại cảm giác này phương bình giống như điên dại trong trước mắt cùng bốn vị cử phẩm giao chiến đến cùng một chỗ trong hoàng kim phòng hai vị cử phẩm đánh vết nứt phòng ốc càng ngày càng lớn mắt thấy sắp phá phòng mà ra bộ đế thi trước đó bị đám người côn bằng hấp dẫn giờ phút này cũng bắt đầu quấy nhiễu để cho thế cục càng thêm hỗn loạn đúng lúc này mọi người thấy được một màn rung động phương bình bỗng nhiên bắt được một vị cử phẩm cảnh đầu điên cuồng va chạm đối phương rầm 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 nổ tung phương bình mặc cho những người khác công kích đánh cho vết máu trên người càng ngày càng nhiều lại là rõ ràng đụng đầu đối phương nổ tung. Máu màu vàng bắn ra, bắn tung tóe trên mặt Phương Bình, trên mặt đều là ô uế. Nhìn thấy Phương Bình điên cuồng như thế, cơ giao cùng côn bằng liếc nhau, không nói hai lời, quay đầu rời đi. Tên này điên thật rồi, hơn nữa còn rất đáng sợ. Phương Bình điên cuồng lên, quả thực làm cho bọn họ có chút tim đập nhanh. Đúng lúc này, mấy người Lão Vương đi ra, cũng nhìn thấy một màn này. Lão Vương hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, người này ta còn thật cho rằng hắn vạn sự xử biến không kinh. Thiết đầu trợn trắng mắt nói, người đánh giá cao hắn. Tên này chính là kẻ lòng dạ hẹp hòi, còn buôn, lấy đâu ra mọi chuyện có biến không kinh, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không sao chứ. Không sao đâu, lão vương nhẹ nhàng lắc đầu nói, phát tiết một chút là được rồi, trong lòng nghẹn đến lợi hại. Còn ngươi, thiết đầu hỏi một câu, lão vương khẽ cười nói, ta không biệt khuất, sống khoáng đạt một chút. Kỳ thật áp lực của chúng ta, rất nhiều bị hắn gánh. Hắn là thiên kiêu có hy vọng nhất thời đại này, hắn phải chống đỡ ma võ, chống đỡ thiên bộ, thậm chí còn phải chống đỡ hoa quốc và nhân loại. Hắn sống thật ra còn mệt hơn chúng ta, nếu không có hắn. Người cảm thấy chúng ta bây giờ nhẹ nhàng như vậy sao? Rất nhiều rất nhiều chuyện, đều bị Phương Bình gánh vác. Phương Bình ở trong bọn họ, niên kỷ nhỏ nhất, thời gian tập võ ngắn nhất, tâm tính cũng không phải là tốt nhất. Nhưng ra hỏa này, tự cao tự đại, hắn chính là đem tất cả mọi thứ đều khiêng đi hắn hận không thể ôm hết mọi chuyện vào trong lòng giải quyết hết tất cả bên phía ma vũ chỉ chết một số người thôi tên này chỉ hận không thể giết xuyên địa quật giết sạch tất cả mọi người vương kim dương bỗng nhiên than nhẹ một tiếng cùng một thời đại với phương bình may mắn cũng là bất hạnh may mắn là bọn họ có một kẻ ngốc nguyện ý chống đỡ mảnh trời này bất hạnh cũng là bọn họ quang mang đều bị phương bình che lấp vinh quang cũng là áp lực Lão Vương có thể hiểu được vì sao Phương Bình bây giờ lại điên cuồng, biệt khuất. Phương Bình thần chí còn thanh tỉnh, đại biểu hắn cũng không có bị một vài thứ trong năng lượng trái tim điều khiển, nhưng hắn vẫn lựa chọn phóng túng, cái này không giống với tưởng siêu hoàn toàn mất khống chế. Thiết đầu nhếch miệng cười cười, cũng không nói nữa, tiện tay vứt lại tưởng siêu và tưởng hạo sắp bị đánh ngất, bay lên trời, thẳng đến bên Phương Bình, cười to nói, đến đây, hôm nay mấy người anh em cùng nhau phóng túng một chút. Đám chó này, ai cũng dám trêu vào sao dứt lời, thần khải hiện lên, thiết quyền hám thiên. Một quyền đánh về phía một vị cường giả cửu phẩm cảnh, không ngăn cản không đề phòng, tùy ý để đối phương oanh kích mình. Cùng lúc đó, vương kim dương lần nữa dương cung, một đạo huyết tiễn bắn ra, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Vô số đạo huyết tiến bay múa đầy trời, nhất tề hướng bên kia vào tới. Siêu thành quân cũng khẽ cười một tiếng, trường thương đột nhiên hóa thành hư vô, biến mất trong không trung, hư không khẽ giao động, trong chớp mắt, một vị cường giả cửu phẩm kêu lên một tiếng đau đớn gầm nhẹ nói bất diệt thần công cẩn thận mấy người đều là cảnh giới bát phẩm nhưng lúc này lại không thèm quan tâm thực lực tranh lệch liên thủ đánh giết những cường giả cửu phẩm kia bên ngoài đám người tần phượng thanh nhìn một hồi sơ sơ cằm bỗng nhiên thấp giọng mắng lại trở nên mạnh mẽ được rồi ta không thể tiếp tục nhặt xác nữa phải tìm người giết một chút mới được dứt lời bỗng nhiên nhìn về phía lời nói muốn rời khỏi không nói hai lời cầm đao vào tới Gia hỏa này lúc này căn bản không nói lời nào, cắm đầu liền giết. Đồng lư thấy thế trong lòng mắng to, những người này điên rồi à. Bản thân là một võ giả bát phẩm, lại không tham dự đại chiến, Phương Bình kêu gào coi như xong, hiện tại ngay cả võ giả thất phẩm cũng dám đánh giết hắn. Đại chiến càng thêm kịch liệt, điền mục giờ phút này cũng không thủ vệ cửa vào nữa, cấp tốc hướng lưu khám giết tới, đế nhạc hình như không chịu nổi. Giờ phút này, duy nhất không đếm xỉa đến chỉ có Vương Hàm Nguyệt. Vương Hàm Nguyệt vẻ mặt ân cần nhìn Vương Nhược Băng, Vương Nhược Băng nhìn thoáng qua loạn cục trong tẩm cung, lắc đầu nói, đi thôi, chúng ta không tham dự nữa. Có thể ta đã lấy được thứ mà phụ thân hy vọng ta có được, sư tỷ, đi thôi. Vậy, Vương Hàm Nguyệt còn muốn nói thêm, Vương Nhược Băng cũng mặc kệ, trực tiếp đi ra ngoài. Vừa đi vừa nhìn về phía mấy người Lý Hàn Tùng, như nói mê, xin lỗi, đại thúc áo giáp, ta không thể liên lụy phụ thân ta vào. Cô sẽ không để Vương Hàm Nguyệt ra tay cho dù lần này có thể mấy người đó đã cứu mình. Nhưng phụ thân già rồi, sắp đến đại nạn thọ mệnh rồi. Nàng không hy vọng phụ thân còn tuổi già, còn muốn xuất thủ chinh chiến. Người nơi này đều là đệ tử của một số đại đế, giết bọn họ, rất dễ dàng dẫn đến cường giả đế cấp ra tay. Vương Nhược băng than nhẹ một tiếng, mang theo Vương Hàm Nguyệt cùng đi ra ngoài chiến thiên cung. Mặc dù mọi người đã nhìn thấy, nhưng lúc này không ai ngăn cản. Long biến thiên không tham dự, vậy thì tốt nhất. Hơn nữa Vương Nhược Băng là hậu duệ Long Biến Đại Đế thương yêu nhất, có thể không phát sinh xung đột với nàng, cũng không còn gì tốt hơn. Giết, sư huynh, cứu ta. A, à, tiếng chém giết càng thêm thảm thiết, toàn thân Phương Bình đẫm máu, giống như điên dại, liên thủ với mấy người lão vương, lần nữa chém giết một vị cường giả cảnh giới cửu phẩm. Cửu phẩm vây giết hắn trước đó, tổng cộng còn có 6 vị. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn lại đánh chết hai người. Lúc này, đám người thường sơn khải cũng đều nóng nảy không chỉ như vậy mọi người cũng cảm nhận được một ít biến hóa trong đế mộ thường sơn khải quát to nói đế mộ sắp hoàn toàn mở ra chư vị cuốn lấy bọn họ không được để cho đoàn người phương bình rời đi nhóm người đế phần những người này vì đế thi kỳ thật chỉ là thứ yếu chưa chắc đế thi có thể tách ra khỏi đại đạo mục đích lần này của rất nhiều người là vì kiếm chu thiên nhưng bây giờ chu thiên kiếm thì sao địa cung dưới mặt đất đã sụp đổ điểm này tất cả mọi người đều đã nhìn ra những người phương bình này sẽ không để kiếm chu thiên không lấy. Hơn nữa phương bình trước đó còn điều khiển qua kiếm chu thiên, vậy đại biểu kiếm chu thiên 89 phần 10 bị phương bình thu lại. Giờ phút này, mộ đế sắp mở, không thể cho phương bình cơ hội trốn chạy. Rời đi, phương bình nhếch miệng cười nói, ta không rời đi, yên tâm, không giết sạch các ngươi, ta làm sao có thể đi. Một đám trộm gà trộm chó, cũng xứng để cho ta chạy thoát. Hắn đang nói chuyện thì thiết đầu truyền âm nói, chạy mau đi thật đúng là muốn tiếp tục nữa nếu không chạy đợi chút nữa đế mộ mở ra phiền phức sẽ lớn hơn bên ngoài có người của chúng ta không siêu thành quân cũng nhanh chóng truyền âm nói đi xuống thông đạo dưới lòng đất không phải tưởng siêu nói chiến vương sẽ tiếp ứng chúng ta ở ngoài thông đạo sao trước tiên tìm được địa phương chờ đế mộ sụp đổ chúng ta lập tức rút lui mọi người tới đây cũng không phải thật sự không có chút chuẩn bị nào chiến vương trước đó đi thông đạo kỳ thật cũng có ý tiếp ứng bọn họ nhưng mà mọi người đại khái cũng không dự liệu được, giờ phút này thế cục phát triển trong đế mộ có chút ngoài dự liệu, Phương Bình mang theo mọi người, đối địch với tất cả mọi người. Về phần đế nhạc, yêu kiếm khách, đó là bị Phương Bình lừa dối. Bằng không, hiện tại những yêu tộc này cũng sẽ đối địch với Phương Bình. Ánh mắt Phương Bình khẽ biến, đột nhiên nhìn về phía yêu kiếm khách và đế nhạc, quát lạnh nói các ngươi tự bạo, giết một người tính một người. Phương Bình, lão vương khẽ quát một tiếng, hơi nhíu mày, những yêu tộc này trước đó lão cũng muốn giết nhưng bây giờ thật ra hắn cũng đã thanh tỉnh những yêu tộc này đều là con rơi của mạc vấn kiếm mà thôi hiện tại những yêu tộc này còn đang chinh chiến vì bọn họ cứ như vậy để đối phương tự bảo lão vương mặc dù biết đây thật ra là biện pháp tốt nhưng vẫn còn có chút không đành lòng phương bình hít sâu một hơi truyền âm nói ta không biên ta rất tỉnh táo những yêu tộc này có lẽ vô tội có lẽ không vô tội thế nhưng chỉ cần biết ta là mạc vấn kiếm giả lão vương, chúng nó chính là địch nhân của chúng ta. Ta cũng không chịu nổi, nhưng bọn chúng chỉ nhận mạc vấn kiếm, ta không muốn lưu lại tai họa ngầm bên người. Giả mạo mạc vấn kiếm, giả mạo chủ nhân của chúng nó, như vậy còn nghiêm trọng hơn so với việc giết chúng nó. Lão vương, ta đánh bạc không nổi. Vương Kim Dương mặc dù có chút không đành lòng, lúc này vẫn là tán đồng lời nói của Phương Bình. Những yêu tộc này không thể lưu, chúng nó là tôi tớ của kiếm mạc vấn, ngàn năm qua chưa từng dao động, không phải là thứ có thể cảm hóa được. Một khi Phương Bình bại lộ, vậy bọn chúng đối với Phương Bình, đây tuyệt đối là cừu hận không chết không thôi. Vậy thì giết, nhưng chưa chắc chúng sẽ tự bảo. Đang nói, tinh thần lực của đế nhạc bỗng nhiên rung động một trận, đột nhiên phóng tới lưu khám, ầm một tiếng tự bảo. Dứt khoát khiến người ta rung động, chủ nhân, tiểu yêu không thể nghe chủ nhân dạy bảo. Tinh thần lực dao động có chút thương cảm của đế nhạc, quanh quẩn trong đại sành. Lưu khám miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, Lúc này Điền Mục đã nắm được cơ hội, thiết quyền oanh kích, liên tiếp đánh ra mấy trăm quyền, đánh cho Lưu Khám nổ tung kim cốt, ngũ tạng lục phủ đều nát. Lúc này yêu kiếm khách cũng dục dịch, lực chiến đấu với nó không có gì lạ, lực tinh thần kịch liệt dao động nói, người điên rồi. Phương Bình chưa chắc là ma đế, con trâu lớn này lúc này cũng đang căng thẳng, đều điên rồi, hôm nay người và yêu ở đây đều là kẻ điên, còn điên cuồng hơn cả yêu tộc trong cấm kỵ hải, cường giả như yêu kiếm khách, thế mà cũng bởi vì Phương Bình ra lệnh một tiếng, liền muốn tự bảo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ nó sẽ phải chết ở đây. Lực vô kỳ lúc này bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy, không đánh nữa, yêu kiếm khách muốn tự bảo, thế thì còn đánh làm sao? Lực vô kỳ vừa chạy, đám người thường Sơn Khải cũng cảm nhận được áp lực vô cùng to lớn. Lực vô kỳ chạy, lưu khám sắp không xong rồi, bên phía Phương Bình cũng chiếm thế thượng phong tuyệt đối, lúc này còn có hai chiến trường yêu long đối chiến một bộ đế thi đám người từ bính cũng đang vây giết một bộ đế thi nhưng tình huống bây giờ những người này thật sự có thể thành công sao Huyễn vũ côn bằng đang giao chiến với triệu hưng võ bỗng nhiên quát huyền trang không cần phải để ý đến đế thi giết đám người phương bình yêu long nghe vậy khẽ quát một tiếng thoát khỏi đế thi dây dưa nhanh chóng hướng phương bình bên kia giết tới cùng lúc đó trường thương trong tay chử huyễn vũ bỗng nhiên nổ tung mảnh vỡ bắn tung tóe bốn phương vô số mảnh vỡ bắn về phía triệu hưng vũ chử huyễn vũ như trường thương bắn nhanh ra đâm thẳng triệu hưng võ lúc này tầm cung của mạc vấn dường như không chịu nổi áp lực như vậy trong mơ hồ có tiếng dạn nứt truyền đến trước đó mọi người giao chiến lâu như vậy cũng không thể phá hư tầm cung lúc này khí thế của côn bằng huyễn vũ như cầu vồng vô cùng sắc bén người như trường thương giống như muốn đâm thủng tầm cung cho dù không phải mục tiêu hắn nhầm vào những người khác cũng đều cảm nhận được áp lực và uy hiếp vô cùng to lớn triệu hưng võ thấy một màn như vậy ánh mắt cũng ngưng trọng hít sâu một hơi thần đao cử phẩm đỉnh cấp chế tạo trước đó lúc này bỗng nhiên cũng nổ tung mảnh vỡ bắn ra bốn phía ta chính là đao không khác gì với huyến vũ côn bằng triệu hưng võ cũng giống như hóa thân thành đao vô cùng sắc bén đao mang trực tiếp đâm rách trời xanh hai vị cử phẩm đỉnh cấp liều chết chiến một trận khí huyết chi lực cùng năng lượng chi lực còn chưa tiếp xúc đao mang cùng thương mang đã đâm rách tẩm cung rác vách tường tầm cung bắt đầu giãn nứt, nóc nhà trực tiếp bị lật ngược. Hai tia sáng thậm chí đâm thủng bầu trời, phá vỡ phong tỏa của đế mộ, tạo thành một đạo hào quang sáng chói trên không đế mộ. Giờ khắc này, bên trong giới vực, công vô tử có chút động dung nói, hai người này lại chưa thành chân thần. Làm cường giả đế cấp, hắn cũng bất ngờ. Khí thế bộc phát này, cho hắn cảm giác thậm chí không kém gì chân thần bình thường. Nhưng hai vị này, hết lần này tới lần khác lại không mang đến cho hắn loại cảm giác uy áp chân thần kia. Ở hướng ngự Hải Sơn, Trương Đào cũng có chút ngoài ý muốn nói, Triệu Hưng Vũ đều đi đến một bước này sao? Bên trong xảy ra chuyện gì, hai người này đều bắt đầu liều mạng tranh đấu. Hắn vẫn có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết, hai người này rất khó ở lúc này toàn lực ứng phó, ra sức chém giết đến mức này. Nhưng hai người này, hết lần này tới lần khác lại đến một bước này. Chiến vương mặc kệ, cao mày nói, mộ của đế sắp bị phá, trương tiểu tử, ngươi làm được không? Hình như ta cảm ứng được không ít khí tức đều vì kiếm chu thiên mà đến vì do xét kiếm mạc vấn mà đến trương đào nói một câu lúc này nhìn về phía cấm kỵ hải cười nói kiếm chu thiên có thể không ở chỗ này về phần kiếm của mạc vấn hắn không muốn xuất hiện mọi người cũng rất khó phát hiện hành tung của hắn hai người triệu hưng vũ bộc phát phương bình mặc kệ bọn họ cũng bắt đầu bộc phát yêu long vừa đến phương bình cũng không quan tâm nữa hoàng kim ốc một tiếng nổ ầm vang một người một yêu bị nhốt ở bên trong trực tiếp bị nổ tinh thần tàn phá, mấy người lão vương nhanh chóng giết tới, trong chớp mắt đã giết một người một yêu kim thân này tan vỡ. Sắc mặt Phương Bình cũng trắng bệch, điên cuồng mắng, lão tử lại nuốt lời một lần nữa. "Yêu Long, lần này nếu ngươi không chết, lần sau cho dù giết đến thiên mệnh thành, lão tử cũng phải giết ngươi. Còn có côn bằng Huyễn Vũ, còn có cơ giao, các ngươi dám bước bách lão tử đến một bước này, thật lâu trước đó, hắn đã hạ quyết tâm không tự bảo tinh thần lực. Nhưng tình thế bức người hết lần này tới lần khác, hoàng kim ốc lại nổ. Phương Bình cũng điên cuồng, giống to một tiếng, dứt khoát trực tiếp, trường đao bày ra, trực tiếp giết về phía yêu long, một tiếng ẩm vang tự bảo. rồng yêu sợ ngây người, nó vừa tới, đối phương lại cương liệt như vậy, tinh thần lực tự bảo không nói, thần binh cũng tự bảo. Phốc, Phương Bình điều khiển thần binh tự bảo, cho dù là cường giả như nó, cũng bị thương trong nháy mắt, trên thân thể to lớn, trong chớp mắt xuất hiện rất nhiều vết máu, Phương Bình càng ngày càng điên cuồng, trực tiếp vào tới, trong nháy mắt xuất hiện ở phần lưng yêu long, trong chớp mắt đánh ra mấy trăm quyền. Yêu long vùng chảo quét ngang, một chảo vồ lấy đùi phải Phương Bình máu thịt be bét. Trước đó giao chiến nhiều lần, cường độ kim thân của Phương Bình hình như cũng không bằng trước đó, giờ phút này đối đầu với yêu long, cũng là trong chớp mắt bị sáng chế. Nhưng Phương Bình không quan tâm, vẫn điên cuồng oanh kích, quyền đấm cước đá, đánh vết máu trên người yêu long càng ngày càng nhiều, máu màu vàng không ngừng nhỏ xuống. Bên kia, mấy người lão Vương cũng điên cuồng chém giết, trong giây lát một người một yêu bị trọng thương đánh chết tại chỗ. Hai vị cửu phẩm còn lại, lúc này lại có chút sợ hãi. Tên điên, một đám điên, những người này hoàn toàn không quan tâm thương thế nặng bao nhiêu, hoàn toàn không quan tâm có thể bị đánh chết hay không, không quan tâm, thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, vừa rồi hai người cứu viện cũng không kịp, quả thực là bị bọn họ vây giết hai vị cửu phẩm bị thương. Cách đó không xa, Từ Bính và đám người Đế Thi đang giao chiến đều dừng lại liếc nhau, có chút kinh sợ. Phương Bình lần này không chết ở đây, trở về, trừ phi bọn họ không trở về nhân gian giới. Bằng không với tính cách của tên điên này, khi trở về còn không tìm bọn họ gây phiền phức sao. Sau một khắc, từ bính đột nhiên quát lớn, Phương Bộ trưởng, chúng ta đến giúp ngươi. Ha ha ha, Phương Bình đột nhiên điên cuồng cười to, chính là như thế. Hoành sợ sướng sờ, sướng sờ sợ, sợ không muốn sống. Ta cũng không cần mạng nữa, chỉ hỏi các ngươi có sợ không một đám người sợ chết, dám đấu với mình đến cùng sao. Đầu năm nay, không điên cuồng không sống được, chương 892, yêu kiếm khách, đến vây giết yêu long, Phương Bình quát lên một tiếng chói tai, trong lúc nói chuyện, hai tay nắm chặt, một tay bắt được móng vuốt của yêu long, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái ném lưng đập yêu long dài hơn 20 mét xuống mặt đất vô cùng chắc chắn. ầm ầm mặt đất rung chuyển ầm ầm giờ phút này, đám người tử bính cũng giết tới, Phương Bình quát to, các người cuốn lấy đế thi, tên này giao cho ta và yêu kiếm khách. Lúc này đế thi đang quấy rối, tạo ra phiền toái không nhỏ. Những đế thi này phản ứng có chút trì đột, nhưng thực lực vẫn rất mạnh, đám người triệu hưng vũ này khó có thể bắt được bọn họ trong thời gian ngắn. Nhưng có cửu phẩm dây dưa, đế thi không có lý trí, cũng sẽ không tạo ra phiền toái quá lớn. Mấy người từ bính nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, đế thi còn dễ đối phó hơn yêu long một chút, mấy người cũng nghiêm túc, Ba bộ đế thi giờ phút này đều không người dây dưa, mấy vị cửu phẩm cường giả phân tán hành động, rất nhanh đem ba bộ đế thi dẫn sang một bên. Lúc này, mấy người vương kim dương vây giết hai vị cường giả cửu phẩm còn lại. Bên Phương Bình, lực lượng vô kỳ thoát đi, yêu kiếm khách vốn là chuẩn bị tự bạo, lúc này Phương Bình lên tiếng, nào có do dự, cấp tốc xung phong liều chết. Kiếm khí tung hoành, yêu kiếm khách hóa thân thành kiếm, trực tiếp một kiếm xuyên thấu qua lưng yêu long. Yêu long liên tiếp bị thương, kêu lên thê lương. Phương Bình vừa đến liền tự bạo thần binh đả thương nó, lại không để ý thương thế, cùng nó tử chiến đến cùng, vừa rồi thoáng cái ngã vật ra sau lưng, thiếu chút nữa nện gãy xương cột sống của nó. Giờ phút này, vị cường giả yêu kiếm khách không kém gì nó này cũng không để ý tính mạng, yêu long nóng này. Điện chủ, yêu long không truyền âm nữa, tiếng thú gào to lớn, hướng chử huyễn vũ cầu viện. Huyễn vũ cồn bằng đang chém giết triệu hưng võ, lúc này sắc mặt cũng tái xanh, giận dữ hết đám phế vật thiên ngoại thiên này thiên ngoại thiên có rất nhiều cường giả, kết quả hiện tại lại bị cuốn lấy, không một người có thể cứu viện. Thường Sơn Khải, thanh niên vô danh, lưu khám đều là cường giả, nhưng bây giờ lại bị đám người phương bình đè xuống, không cách nào xuất lực. Nhất là lưu khám, lúc này bị điền mục đánh cho gãy xương, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ tử vong. Ngay khi huyễn vũ côn bằng giống giận, lưu khám bỗng nhiên bay ngược một đoạn, một trường đánh Thường Sơn Khải văng ra một đoạn, chắn trước mặt điền mục, không nói hai lời, phá không bỏ chạy vương hàm nguyệt nhìn thấy hắn đầu tiên đã biết lưu khám không tin được người này chuyên lừa gạt đồng đội ở thời kỳ thượng cổ lúc này đến lúc nguy hiểm đến tính mạng quả nhiên lưu khám lại bắt đầu bán đồng đội thường sơn khải nổi giận lưu khám hắn vốn đang giao chiến với ngô xuyên không ngờ lưu khám lại phản bội vào lúc này bán hắn còn mình thì chạy trốn thường sơn khải giận không kềm được cũng có chút bi ai phương bình nói thiên ngoại thiên không đủ gây sợ thật không đủ gây sợ tham sống sợ chết sống đến bây giờ ai không sợ chết phong ấn vô số năm đều tiếc mệnh giống như võ giả địa quật võ giả địa quật nhiều cường giả không muốn để người khác chiếm tiện nghi những người bọn họ thì sống lâu đến lúc này cũng sợ chết ở đây lực vô kỳ chạy lưu khám chạy vương hàm nguyệt bất chiến liên minh vốn vô cùng cường đại trong nháy mắt đã sụp đổ chết tiệt thường sơn khải gầm lên nhưng lại không thể không chống lại hai người điền mục trong chớp mắt bị Ngô Xuyên một kiếm cắt đứt nửa cánh tay. Cánh tay Thường Sơn Khải nhanh chóng khôi phục, lúc này, Phương Bình một bên bảo trụy yêu long, một bên quát to, đây là người chạy cuối cùng. Những người khác đều lưu lại cho ta, lưu khám chạy, lực vô kỳ chạy, những người này, làm hỏng hoàng kim ốc của mình, không giết mấy người, Phương Bình khó có thể hạ giận. Lý lão đầu lúc này cũng hơi đỏ mắt, nghe vậy cười nói, tiểu tử, ngươi nói đi. Hôm nay lão đầu tử không thèm đếm xỉa gì nữa, người phải bồi thường cho lão tử suốt lời kiếm khí trên người lý trường sinh cường đại thậm chí không kém gì hai người triệu hưng vũ vừa mới bộc phát khí cơ đoạn trường sinh lần này lý trường sinh không sử dụng phá không kiếm nữa mà là võ đạo mà hắn tự mình cân nhắc mấy năm nay ngày xưa cảnh giới lục phẩm chém giết cảnh giới bát phẩm một kiếm kia chính là trường sinh kiếm một kiếm kia chính là một kiếm dưỡng kiếm nhiều năm của hắn hiện giờ hắn không có quá nhiều thời gian để dưỡng kiếm Trường sinh kiếm liên tiếp thấy máu, cũng mất đi nội tình 10 năm dưỡng kiếm. Nhưng lúc này, hắn bước vào cửu đoán cảnh, buông tha phá không kiếm quyết của Lý Trấn, mà vận dụng trường sinh kiếm quyết của mình. "Đứt, không, cứu ta, giờ phút này, thanh niên núi vô danh hoảng sợ tột đỉnh." Khe nứt, Lý Trường Sinh chém ra một khe hở trong đế mộ, không gian đế phần đặc thù, hơn nữa còn là ở trong chiến thiên cung, dù là hai người côn bằng Huyễn Vũ, đến bây giờ cũng không có đánh ra vết nứt không gian. Đương nhiên hai người cũng có ý khống chế, nhưng lúc này Lý Trường Sinh lại không hề áp chế, khí huyết toàn thân tuôn ra. Trường Sinh kiếm đột nhiên nổ tung, lại nát rồi. cử phẩm kiếm của Lý Lão Đầu không phải lần đầu tiên vỡ nát, trước là tự bạo, lần này lại là lúc như cảnh giới lục phẩm, cử phẩm thần binh không chịu nổi áp lực như vậy, nổ nát. Đoạn thanh âm vang vọng trong chiến thiên cung, kiếm khí ngút trời, một luồng kiếm quang bay lên phá tan đế mộ, tạo thành một luồng uy áp thứ ba trên không trung của đế phần. Giác hư không giống như bị chém nát, một kiếm này nhanh không gì sánh kịp, một giây sau, trường kiếm của Lý lão đầu hoàn toàn vỡ vụn, mảnh vỡ mất đi ánh sáng lộng lẫy, nhao nhao rơi xuống đất. Khi mảnh vỡ rơi xuống đất, thanh niên núi vô danh cũng giống như người xứ bị nghiền nát, đột nhiên vỡ vụn thành vô số phần, kim thân bao gồm tinh thần lực, giờ khắc này đều hoàn toàn tiêu tán. Trong miệng Lý lão đầu phun ra một ngụm máu lớn, tê liệt ngã xuống đất, cười ha hả nói, thoải mái. Nhưng mà lão đầu tử hiện tại đã phế đi, các người tự xem mà xử lý đi. một kiếm chém giết một vị tuyệt đỉnh cửu phẩm, đây là lý trường sinh, đây chính là kiếm khách trường sinh. lúc này đám người thường sơn khải hoàn toàn hoảng sợ. Huyến vũ côn bằng đang giao thủ với triệu hưng võ, ánh mắt cũng biến ảo một chút, bỗng nhiên thở dài, nơi phục sinh, anh hùng xuất hiện lớp lớp. võ giả thần lục ta không bằng vậy, đây là lần đầu tiên vị cường giả vô địch dưới chân vương này phát ra cảm khái như vậy. ngâm bầm, than thở, phục sinh chi địa. Anh hùng thật sự xuất hiện lấp lấp. Trước có Võ Vương, Minh Vương, sau có Trường Sinh Kiếm, Phương Bình những người này. Trường Sinh Kiếm khách, trước đó bị hào quang của Phương Bình che lấp, dù là biểu hiện cực kỳ trói mắt, cũng bị không ít người coi nhẹ. Nhưng bây giờ, cường giả đến từ cấm kỵ hải vô danh sơn, thực lực không kém gì đám người thường sơn khải, cực hạn khí huyết có thể đạt tới khoảng 30 vạn thẻ. Cường giả tuyệt đỉnh như vậy, đều có thể nói cách chân vương một bước xa. Hiện giờ, một chiêu kiếm đã bị chém lìa. Cái chết quá khiến người ta sợ hãi, tuy Lý Trường Sinh chém ra một kiếm cũng tàn phế, nhưng lúc này, ai còn có cơ hội giết hắn, hắn bị triệu hưng vũ kiềm chế, yêu long hiện tại sắp bị Phương Bình cùng yêu kiếm khách đánh chết, những người khác chạy, người chết, từ bính ngược lại là có cơ hội giết người. Dám sao, không dám, mấy người từ bính này, hiện tại đang buồn bực chém giết với đế thi, không nói một lời, sợ gây ra hiểu lầm, thậm chí cố ý tránh Lý Trường Sinh bên kia. Bọn họ cũng không ngờ, Vị này lại có năng lực một kiếm chém giết thanh niên vô danh sơn Đây chính là cường giả đến từ chỗ sâu trong cấm kỵ hải Ở đây chứ côn bằng huyến vũ cùng triệu hưng vũ Ai dám nói mình có nắm chắc giết hắn Thanh niên vô danh sơn chết rồi Lưu khám, lực vô kỳ chạy Phương Bình mang đi bốn vị cử phẩm trước đó Bây giờ đều bị chém giết Lúc trước thiên ngoại thiên và cấm kỵ hải Tám vị cử phẩm cường giả Trong chớp mắt chỉ còn lại một người thường sơn khải Mà điên mục Ngô Xuyên, giờ phút này hai người liên thủ, cũng là giết thường Sơn Khải mặt không còn chút máu. Ở ngoài cùng của chiến thiên cung, vị cửu phẩm đế tử sắp thoát khỏi chiến thiên cung kia, cảm ứng được tình huống bên này, còn đang rung động bởi một kiếm vừa rồi của Lý Lão Đầu, lúc này cũng là trong nháy mắt tỉnh táo, quá to, thường sư huynh, đi. Ra khỏi đế mộ, đi ra ngoài, sẽ có người đối phó đám người phương bình. Đến lúc đó không phải bọn họ nữa, mà là những cường giả chân thần kia. Thường Sơn Khải cách chân thần không xa, vốn tưởng rằng lần này tiến vào sẽ không có việc gì, ai biết hiện tại tùy thời có nguy cơ ngã xuống. Giờ phút này không đi, tiếp tục nữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thường Sơn Khải cũng biết thế cục, nhưng Ngô Xuyên và Điền Mục quấn quá chặt. Nếu không phải Lý Trường Sinh đã vô lực tái chiến, hắn sao có thể chống đỡ đến bây giờ? Nghe được tiếng gào của thanh niên, ánh mắt Thường Sơn Khải lộ ra vẻ tiếc nuối, tiếp theo gầm nhẹ một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thức vô cùng cường đại, một đạo thương ảnh cũng xuyên qua thiên địa, một thương quét ngang, quét bay điền mục cùng ngô xuyên. Võ giả nhân gian, các ngươi chờ đó, vào khoảnh khắc bóng thương hiện ra, thường Sơn Khải đã trốn chạy, nhưng âm thanh vẫn vang vọng, vô cùng oán độc. Đạo thương ảnh vừa rồi là vô thượng thường dung thiên chi chủ, ban cho hắn một vòng ý chí đại đế. Đây là dùng giúp hắn trùng kích chân thần, mở ra chân thần đại đạo, một bước cuối cùng rất khó, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào ý chí thương của đại đế, có thể giúp hắn đánh vỡ tầng màng mỏng cuối cùng kia. Ai biết, hôm nay lại vận dụng, trông cậy vào đại đế lại ban thưởng cho hắn, gần như không có khả năng. Thường Sơn Khải vô cùng oán độc, lúc này bỗng nhiên hét lên một tiếng chói tai. Ngay lúc hắn trốn chạy, chẳng biết lúc nào, vương kim dương huyết tiến đã ngưng tụ thành hình, một mũi tên bắn ra, trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn. Tiếng thét chói tai của Thường Sơn Khải im bặt, tiếp theo đầu khôi phục, sắc mặt trắng bệch, không dám nói một câu tàn nhẫn nào nữa, tốc độ tăng vọt, hội tụ với thanh niên bên ngoài chiến thiên cung, hai người cũng không quay đầu lại, nhanh chóng trốn chạy. Ngô Xuyên bọn hắn vừa định đuổi giết, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, bạo quát nói, tha cho hắn một cái mạng chó, đi bắt cơ dao cùng oánh oánh. Lúc này hắn và yêu kiếm khách liên thủ cũng đánh cho yêu long yêu thân sụp đổ, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Mặt mũi Phương Bình tràn đầy huyết dịch màu vàng, có của chính mình, cũng có của yêu long, nhưng vẫn lạnh lùng như cũ, quyền cước cùng sử dụng, mỗi một lần ra tay, đều mang theo một mảnh huyết nhục. Yêu long thống khổ gào thét, đã có chút chống đỡ không nổi, cái đuôi lần lượt quét phá hư không, quét chúng Phương Bình mấy lần, đánh cho kim thân của hắn hơi hơi nứt toác, nhưng Phương Bình lại không thèm để ý chút nào, mấy lần xuống tới, đánh huyết nhục trên đuôi nó triệt để biến mất, chỉ còn lại có đuôi xương cụt thật dài. Phía trước, cơ giao cũng sắp đến cửa chiến thiên cung rồi, lúc này đột nhiên quay đầu lại nói, Phương Bình, bản cung không có ý định đối địch với ngươi. Huyễn Vũ Ra Ra cũng chỉ là vì tấn cấp chân vương cảnh, Phương Bình cười lạnh một tiếng, tay như lưỡi dao sắc bén, một tay nắm xương sọ yêu Long, tiếng ma sát chói tai vang vọng chiến thiên cung. Một bên thản nhiên nói: Cơ Giao, đến lúc này rồi, bộ dáng này có ý tứ gì? Cơ Giao trầm giọng nói: Người không thể giết Huyền Trang. Huyền Long thủ hộ, bảo hộ Vương Đình ngàn năm, bản thân cũng là một trong những người mạnh nhất thủ hộ Vương Đình. Người giết Huyền Trang, dù thiên mệnh Vương Đình không muốn chiến cũng không thể không toàn diện khai chiến với phục sinh chi địa. Huyền Long thủ hộ không thể so với chân vương khác, nó là yêu tộc, sinh ra hậu duệ càng khó, Huyền Trang là hậu duệ duy nhất của nó, Phương Bình. Ngươi không thể giết nó, lão tử nhất định phải giết thử xem. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, một tay khác lập tức đâm vào trong mắt to của yêu long, phốc phốc một tiếng, máu loãng tràn ra bốn phía. Yêu long thê lương gào thét, không có huyết nhục cái đuôi, càn quét hư không, lợi chảo bắt Phương Bình toàn thân chảy máu, yêu kiếm khách cũng bị cắt đứt vô số cành cây yêu long kịch liệt dẫy dụa giờ phút này không cách nào thoát khỏi phương bình phương bình một tay cắm vào xương sọ của nó một tay cắm vào trong mắt của nó cố định nó ngay tại chỗ lúc này một người hai yêu ba vị cường giả va chạm trong một tấc vuông thân thể va chạm đánh cho máu tươi bay tứ tung cơ giao cho dù nhìn thấy hai người ngô xuyên cũng không rời đi lần nữa quát lên phương bình người thật muốn cùng thiên mệnh thủ hộ hai đại vương đình toàn diện khai chiến Huyền Trang không thể giết, lão tử hôm nay giết cho ngươi xem. Phương Bình quát lớn một tiếng, một cước đá ra, chân như đao, một cước này đá ra, thoáng cái đá xuyên qua thân thể yêu long, bên trong lộ ra một viên tinh thể màu đỏ như máu, tâm hạch. Đến tình trạng này, cơ dao sao còn không rõ, hiện tại nói không thông, thấy thế quát lớn, huyễn vũ ra ra, cứu nó. Huyền Trang không thể chết, huyền long thủ hộ đứng về phía cơ ra, nhưng bây giờ nếu bị người giết ngay trước mặt bọn họ, lần này trở về, phiền phức sẽ lớn lúc trước hổ vương đã bị bọn họ đắc tội nhưng hổ vương không quá cường đại cũng không có gì huyền long thủ hộ cũng rất mạnh cách đế cấp cũng không phải quá xa hơn nữa đang bảo vệ vương đình cũng có quyền lên tiếng cực lớn huyền trang chết ở đây huyền long thủ hộ một khi trở mặt vậy cơ gia sẽ gặp phiền phức lớn bên kia giao bằng căn bản không hé răng một cây quạt đánh bay tần phượng thanh không nói hai lời điên cuồng bỏ chạy ra ngoài phương bình thấy thế quát chói tai đồ vật lưu lại nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết đồng lư là thật sự thức thời không nói hai lời một chiếc nhẫn chữ vật bắn về phía phương bình lúc trước ở vương chiến Chi địa hắn cũng dễ nói chuyện như vậy cho nên người khác đều chết hắn không chết sao nhẫn chữ vật ra miểu miểu vừa chạy vừa nói tha hòa bình một mạng hắn chết rồi ta không có người ủng hộ không cách nào sinh ra uy hiếp đối với hệ lê miểu phương bình lê tịnh mới là uy hiếp lớn nhất ta không chết vương tổ sẽ chuyên tâm tranh đoạt vị trí vương chủ ta chết vương tổ không có vị trí vương chủ thiên thực vương đình rất nhanh sẽ tiến vào thời kỳ bình thản các người phục sinh chi địa phiền toái liền đến hai vị cử phẩm dưới trướng hắn đã bị giết một vị lúc này chỉ còn lại hoa bình đang khó khăn chống đỡ ngăn cản ba người lão vương ba người này một mình một người cũng không phải đối thủ hoa bình nhưng ba người liên thủ lý hàn tùng chủ phòng cũng giết hoa bình không cách nào thoát thân côn bằng nhanh chóng nói người đã muốn thoát khỏi chiến thiên cung lại hô buông tha hoa bình hắn không phải uy hiếp, sau khi ta trở về, dùng người quả hoa quả đổi lấy tình cảm tha mạng lần này. Phương Bình đột nhiên cười to nói, khắc khắc khắc, ngươi có ý tứ, rất thú vị, thiên thực Phương Bình ngoại trừ Lê Tịnh, ngươi ngược lại là một nhân vật, nếu thực lực mạnh một chút, chân tiểu nhân như ngươi càng nguy hiểm. Được, lão tử tha mạng chó cho ngươi, tốt nhất ngươi mạnh hơn một chút, lão tử thật hy vọng nhìn thấy ngươi trở thành cường giả đế cấp, nhìn xem ngươi và Lê Tịnh ai có thể giết chết ai, lão vương, thả hắn đi, Ba người lão vương nghe vậy cũng không nói nhiều, nhao nhao dừng tay. Hòa bình cũng không rên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Hình vanh thấy thế nhẹ nhàng thở ra, cười nói, phương bình, có thể giao dịch. Đồ vật ta không đoạt, đế thì các người lấy được, nếu có thể tách đại đạo ra, có thể nói, người muốn ta giúp người kiểm chế lê tịnh. Cũng nên để cho ta mạnh một chút, chúng ta tất cả đều dễ nói chuyện, yên tâm, ta so với cơ giao thức thời hơn, chỉ cần phương bình ngươi tự tin có thể ngăn chặn ta, chỉ cần ta tự nhận không bằng ngươi một ngày, ngươi vĩnh viễn không đối địch với ngươi. Ha ha ha, Phương Bình lần nữa cười to, một cước đá ra, đá tâm hạch yêu long dặn nứt, điên cuồng gào thét lên. Được, khắc khắc khắc, lần sau còn dám phản bội ta, lão tử nhất định sẽ giết chết ngươi. Côn bằng thở dài, lời này, không có cách nào tiếp nhận, trước đó hắn đều đang đối phó đế thi, là chính Phương Bình ngươi không nên giết tới, cưỡng ép mang theo bọn hắn tham chiến. Hiện tại lại thành lão tử nhất định phải phản bội đáng tiếc không có đạo lý gì để nói với loại người điên này phiếu phiếu cũng không nói nữa chờ hoa bình vừa đến tốc độ cực nhanh hai người cũng phi tốc chạy trốn nơi đây vương hàm nguyệt và vương nhược băng đi rồi phi hoa và hoa bình đi rồi thường sơn khải dẫn theo vô thượng thường dung thiên đế tử thoát đi lưu khám cũng chạy đến tình trạng này giờ phút này lưu lại chỉ có đám người cơ giao lúc này điền mục và ngô xuyên đã giết đến bên cạnh cơ giao cơ giao vẫn không nhúc nhích lần nữa quát ta và huyền trang chết ở đây, lần này, hai đại vương đình tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn nữa. Phương Bình điên rồi, bản cung không muốn nhiều lời với hắn, ngô chấn thủ, điền tướng quân. Hai vị các ngươi là cao tầng phục sinh chi địa, không đến mức giống như Phương Bình, biết thiên mệnh vương đình ta vẫn chưa xuất lực. Lần này, huyến vũ ra ra cũng chỉ là vì phá cảnh, bây giờ đế mộ sắp phá, các ngươi có nắm chắc có thể lưu lại huyến vũ ra ra không? Một khi kéo dài đến khi đế mộ bị nghiền nát, các ngươi còn ở chỗ này, ta chết, các ngươi cũng đều sẽ chết. Đối với Vương Đình, mặc dù cơ giao quan trọng nhưng cũng không quan trọng. Mà các ngươi, cũng là lực lượng hạch tâm nhất của phục sinh chi địa, một khi chết ở đây, bên nào nặng bên nào nhẹ, các ngươi rõ ràng hơn cơ giao. Ngô Xuyên và Điền Mục liếc nhau, không thể không nói, lời này nói đến tâm khảm của bọn họ. Phương Bình lần này lại là một cước trực tiếp đá nát tâm hạch huyền trang, cách đó không xa, côn bằng huyến vũ bạo hống một tiếng, hóa thân thành thương, một thương đánh bay triệu hưng vũ, bạo quát nói, Phương Bình, ngươi thật muốn liều mạng đến cùng. Lão già, trước đó đã nói rõ với ngươi, ngươi không nghe, bây giờ lại muốn đi theo ta. Phương Bình cười lạnh nói, cơ giao, người chơi bộ này đều là ta chơi còn sót lại. Giết các ngươi thì như thế nào? Trần Vương cũng có thể chết, thật sự cho rằng mệnh vương sẽ vì các ngươi mà liều mạng với chúng ta. Đánh giá cao chính ngươi, cơ giao ngươi tính là cái gì? Phương Bình ta, đó mới là nhân vật có tư cách dẫn đạo đế cấp cường giả xuất thủ, ngươi là cái đồ chơi gì nói xong phương bình một tay cắm vào trong cơ thể yêu long mang theo từng đợt huyết hoa lạnh nhạt nói muốn sống đơn giản phương bình ta thích xem bộ dáng nhảy nhót của các ngươi đến tất cả thần binh chữ vật giới chỉ đều lưu lại cho ta lão già trừ huyễn vũ này đi trước cơ giao ngươi cùng lão tử đi mệnh vương đại khái trở ở bên ngoài đi ta xem một chút hắn có muốn đứa cháu gái này của ngươi không có khi nào vì ngươi mà dừng tay không ngươi dám Huyễn Vũ Côn bằng hét to, không còn quan tâm đến Triệu Hưng Vũ nữa, người như thương, thương như rồng, một con rồng lớn phá tan hư không, từ trong khe nứt không gian hiện ra, lao thẳng đến Phương Bình. Phía sau, Triệu Hưng Vũ cũng hét lớn một tiếng, một đạo đao ảnh che trời hiện ra, trực tiếp chém xuống. Khi chém xuống, Triệu Hưng Võ cũng quát lên, Phương Bình, để cho bọn họ đi. Hắn không thể phá cảnh ở đây được, không phá cảnh, Côn bằng Huyễn Vũ là không giết được. Không giết được Côn bằng Huyễn Vũ, Vậy bọn họ sẽ phải một mực dây dưa ở đây, tử chiến không ngớt, đến cuối cùng đều không có chỗ tốt. Phương Bình lại không quan tâm, lần nữa nhìn về phía cơ giao, cười nói, "Được, Triệu Minh chủ lên tiếng, ta cho ngươi cơ hội, đồ vật lưu lại, cút đi." Nói xong, cười ha ha nói, "Không cần hợp tác tốt đẹp, cứ muốn đối nghịch với lão tử, đã sớm nói ngươi không có tư cách này." Cơ giao lạnh lùng nhìn hắn, đây là lần thứ mấy rồi? Mỗi một lần, cho là mình có cơ hội, cuối cùng lại đều thua hết lần này đến lần khác, nhưng giờ phút này, Huyền Trang cũng sắp bị triệt để đánh chết, Huyền Trang không thể chết. Vốn tưởng rằng côn bằng huyến vũ đi theo vào, tất cả đều không thành vấn đề. Ai biết, triệu hưng vũ lại cũng cường đại đến mức này, mấu chốt là, triệu hưng vũ ở đây hoàn toàn không có bất kỳ cố kỵ gì, sau khi tiến vào chính là giúp phương bình bọn họ một phương. Trước đó, tất cả mọi người chưa từng cân nhắc qua điểm này, triệu hưng vũ dù là ra tay, ở trong mắt bọn họ cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Nghĩ thì nghĩ, Cơ dao không nói tiếng nào, cởi bỏ nhẫn chữ vật của mình, tiện tay ném xuống đất. Thả huyền trang, Phương Bình nhếch miệng cười nói ta còn thiếu một bộ thi thể yêu thú cửu phẩm đỉnh cấp làm chiến lợi phẩm. Ngươi dám giết nó, nàng đang nói, Phương Bình một tay cắm vào đầu huyền trang, sau một khắc, móc ra một viên thủy tinh hóa thể, não hạch. Tâm hạch của yêu long đã vỡ nát, đã không còn sức phản kích, nhưng mà lại không chết. Giờ phút này nó còn có thần trí, vốn tưởng rằng cơ giao thỏa hiệp, nó có thể sống sót, cho nên lúc này yêu long cũng không dám phản kháng. Ai biết, Phương Bình trực tiếp móc ra não hạch của nó. Trên não hạch, một con rồng nhỏ màu vàng đột nhiên xuất hiện, tinh thần lực kịch liệt dao động nói, không thể giết ta. Cha ta chính là huyền long chân vương. Giác, lời còn chưa nói xong, Phương Bình trực tiếp bóp nát não hạch. Bịch một tiếng, thi thể của yêu long cực lớn rơi xuống đất, cơ dao ngây ngẩn cả người. Huyễn Vũ Côn Bằng cũng ngây ngẩn cả người, mấy người điền mục cũng hơi nhíu mày, nhưng không nói chuyện. Phương Bình thật sự giết Huyền Trang. Phương Bình cười lạnh lùng, tiện tay vẫy một cái, thi thể yêu long tiến nhập nhấn chữ vật. Phương Bình vẫy vẫy máu trên tay, cười nhạt nói, giết, người có thể như thế nào? Hiện tại nếu không cút, nếu không cùng ta tiếp tục đấu. Ba giây đồng hồ, người vẫn còn, hôm nay tất phải giết các ngươi. Ba, cơ giao không nói một lời, quay đầu rời đi. Khí cơ của huyến vũ mông lung vô cùng cường đại, giờ phút này khôi phục lại dáng vẻ vốn có, dâu tóc đều dựng lên, giận không kềm được, nhìn chằm chằm Phương Bình một cái thật sâu, cũng nhanh chóng ngự không mà đi. Triệu Hưng Vũ nhìn thoáng qua Phương Bình, giống như muốn nói chuyện, Phương Bình cười nhạt nói, không ngại. Giết con rồng này, lão gia hỏa huyền long kia, người đầu tiên tìm không phải là ta, cho dù là ta. Cơ gia cũng phải gặp nạn, hắn căn bản không sợ sự uy hiếp của cơ giao. Giết thì giết, huyền long thật sự sẽ ra tay. Cơ giao không chết, trừ huyến vũ không chết, cường giả như vậy hộ đạo, kết quả huyền trang chết rồi, Huyền Long tìm ai phiền phức còn chưa biết đâu. Triệu Hưng Vũ ngấm lại, cũng cảm thấy không tệ, vừa định mở miệng, Phương Bình lại nói, Triệu Minh chủ tự mình cẩn thận, lần này sau khi trở về, chỉ sợ phiền toái không nhỏ, người của Vương Ốc Sơn Triệu ra, Vương Ốc Sơn toàn tông, Phương Bình ta đều sẽ chăm sóc thỏa đáng. Đa tạ, Triệu Hưng Vũ bỏ lại hai chữ này, cũng không nói gì nữa, người như đau, phá không mà đi, không gian mang theo một mảnh gợn sóng. Giờ khắc này, mấy người từ bính cũng sợ hãi bất an, Phương Bình liếc bọn họ một cái, lạnh lùng nói: "Thiên Bộ chư vị, các ngươi nên rút lui. Sau khi trở về, chúng ta bàn lại." Từ Bính cười nói: "Phương bộ trưởng kia, Ngô Chấn thủ mấy vị cẩn thận, từ mỗ cáo lui trước." Mấy người nhao nhao đánh lui đế thi, không nói hai lời, nhao nhao chạy trốn. Tần Phượng Thanh cũng mỉm cười một tiếng, đi theo mọi người rời đi. Ba bộ đế thi, không có đối thủ, lúc này lại lần nữa đánh tới bọn Phương Bình. Phương Bình hơi tránh lui một bước, tránh được công kích nhìn về phía mọi người nói, đi, đi ra ngoài trước, để lão vương thu chiến thiên cung, những đế thi này không có sinh mệnh, có thể cùng nhau lấy đi. Vừa rồi trong lúc đại chiến, lão vương đã nói có thể lấy đi chiến thiên cung. Cho nên Phương Bình cũng không lo lắng những đế thi này khó xử lý, cùng nhau lấy đi là được. Lúc này, Ngô Xuyên nhanh chóng truyền âm nói, yêu kiếm khách làm sao bây giờ. Vị yêu tộc này, không chết, hiện tại hắn đi theo bên người Phương Bình, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng vẫn còn sống phương bình hơi nhíu mày yêu kiếm khách trước đó đối chiến yêu long bị thương rất nặng phương bình có thể thuận lợi đánh chết yêu long một bộ phận nguyên nhân cũng là do yêu kiếm khách hung hãn không sợ chết mấy lần ngăn trở kỹ năng tất sát của yêu long đi ra ngoài rồi nói tiếp phương bình thở dài trong lòng nếu như yêu kiếm khách tự bạo vậy chết thì chết nhưng bây giờ chẳng lẽ liên thủ vây giết nó đối phương giống như con cháu nhỏ đi theo phía sau hắn hắn làm sao giết khó làm rồi phương bình thở dài lần nữa cũng không nói nữa, nhao nhao đi ra ngoài chiến thiên cung. Một lát sau, lão vương tam tiêu mở rộng cửa, nổi giận gầm lên một tiếng, đại lượng khí huyết chi lực tuôn ra bọc lại chiến thiên cung, lại là một trận gào thét, toàn bộ chiến thiên cung bay lên trời, dần dần hư hóa, hướng về sinh mệnh chi môn của hắn bay đi. Giác, giờ phút này, giống như có thứ gì bị đánh nát, trên không đế mộ, vết nứt màu đen đã dần dần tiêu tán, dạn nứt, mất đi. Đế mộ muốn hoàn toàn mở rộng, chương 893, nhận sư phụ, xung quanh đế mộ, vết nứt dần dần biến mất, chiến thiên cung hình như là trung khu của đế mộ, trung khu bị lấy đi, toàn bộ đế mộ đều muốn vỡ vụn. Phương Bình nhìn lướt qua bốn phía, giờ phút này, chung quanh đã không có bất kỳ người nào, những người khác người chết người chết, người chạy thì chạy, giờ phút này chỉ còn lại những người bọn họ. Lại liếc mắt nhìn yêu kiếm khách, Phương Bình thản nhiên nói, người ra ngoài trước, mang yêu tộc ngự Hải Sơn rời đi, trở về ngự Hải Sơn, lúc cần dùng đến ngươi, ta đi tìm ngươi. Chủ nhân, yêu kiếm khách tinh thần lực dao động, có chút sao động nói, chủ nhân, kiếm muốn tiếp tục đi theo chủ nhân. Bây giờ ngươi còn chưa đủ tư cách, kẻ địch của ta không phải những người như hôm nay. Phương Bình khoát khoát tay, quát khẽ, đi đi. Yêu kiếm khách thấy Phương Bình lạnh lùng nghiêm nghị, cũng không dám dừng lại, vội vàng truyền âm nói, kiếm kia vừa về ngự hải sơn, chờ chủ nhân triệu hoán. Phương Bình không có trả lời, kiếm nhất cũng không dám nói nữa, nhanh chóng phá không rời đi. Nó vừa đi, lão vương nhanh chóng nói hiện tại đi thông đạo dưới đất bên kia sao chiến thiên cung bị lấy đi đồ đạc trong đế phần hầu như đều bị đám người phương bình cướp đi bây giờ đã có một số người đi ra ngoài những người này đều là kẻ thất bại tất cả mọi người đều sẽ để mắt tới đám người phương bình chu thiên kiếm đế thi chiến thiên cung những thứ này rất nhiều người đều muốn có đây cũng chưa tính đến chuyện lúc trước phương bình giả mạo kiếm mạc vấn lúc hắn giả mạo rất thoải mái nhưng bây giờ những người kia đi ra ngoài không cần hỏi tất nhiên sẽ báo cho cường giả bên ngoài biết năm đó mạc vấn chém giết nhiều đại đế như vậy phương bình là kiếm chuyển thế của mạc vấn những người này há có thể không để ý trước đó mọi người không xác định hiện tại không xác định cũng phải xác định cho dù có người còn nghi vấn cũng sẽ giết phương bình trước rồi nói sau phương bình không vội vã rời đi giờ phút này đang ở trong đầu kêu gọi thương miêu miêu huynh có ở đây không miêu huynh nghe điện thoại miêu huynh phương bình la lên thật lâu lúc này mới nghe được tiếng thở dốc của thương miêu trong đầu phương bình bỗng nhiên hiện ra bộ dáng thương miêu lẻ lưỡi con mèo mập này hình như rất mệt mỏi mệt mỏi không chịu nổi nói tên lừa đảo bản miêu không thể ngủ xong xong rồi đại thủy nghiêu và đại ô nha đều muốn truy sát ta xong rồi tên lừa đảo người thế nào người nợ ta mười một ức thương miêu nói đến thở dốc tính toán sai lầm con quạ lớn và những con trâu lớn khác vừa đến không nói hai lời lập tức báo cáo, tất nhiên là do mèo xanh làm. Đại Nhiêu không nghi ngờ chút nào, thật ra nửa đường đã nghĩ tới mèo xám. Kết quả là, hai vị cường giả đế cấp, đó là ở trong biển náo động nghiêng trời lệch đất, muốn tìm được thương miêu, đánh chết con mèo này rồi nói sau. Thù mới hận cũ, đều phải báo. Phương Bình mặc dù không biết những điều này, nhưng cũng biết thương Nhiêu thật sự có chút xui xẻo, hắn vội vàng nói, vậy thì bớt nói nhảm đi. Giữa sư phụ của kiếm mạc vấn và kiếm mạc vấn có chuyện gì bí mật hay không? hoặc là phương thức câu thông đặc biệt. a à, thương miêu có chút ngốc trệ nói, tên lừa đảo, người hỏi cái này làm gì vậy? Tâm sự với công vô tử, đồ lừa đảo, người muốn gạt người sao? Nói hưu nói vượn, Phương Bình phủ nhận nói, mau nói xem, miêu huynh, người quên người còn có kẻ địch đuổi giết ngươi rồi sao? Đúng nha, meo meo, sớm muộn gì cũng ăn tiệc toàn thịt trâu. Không ăn quả đen lớn, vừa nhìn đã thấy khó ăn. Thương miêu nhanh chóng chuyển đề tài sang món ăn, Phương Bình thúc giục mấy lần, Lúc này Thương Miêu mới nhớ tới chính sự, có chút rối dám nói, "Bí mật. Bí mật, bản Miêu ngẫm lại nha. À, hình như Tiểu Kiếm đã từng nói, khi còn bé nó không nghe lời, sư phụ nó từng đánh mông nó." Có tính là bí mật không? Phương Bình im lặng, vội vàng nói, "Còn gì nữa không?" "Còn nữa, a à, a, à, hình như còn có, công vô tử thích ăn mông gà." Tiểu Kiếm trước kia thường xuyên mang về cho hắn ăn vụng, con mắt to của Thương Miêu đột nhiên híp lại, cười trộm không thôi. Đây là bí mật, bởi vì nó nhớ kỹ những thứ liên quan đến đồ ăn. Có lần nó cũng tò mò, cho rằng ăn rất ngon, ăn vụng một chút, kết quả ăn một miếng, mèo mướp muốn nôn ra. Phương Bình ngữ khí trì trệ, nhanh chóng nói, ta biết rồi, miêu huynh, chạy mau đi. Đừng bị bắt, đúng nha, muốn chạy, mèo ô, khuôn mặt mập mạp, đừng lộn xộn, chạy. Giọng nói của con mèo đột nhiên biến mất, Phương Bình biến sắc, mẹ nó, con mèo này đem Phương Viên mang vào. Con mèo ngu ngốc này tự mình tìm chết thì thôi, hồ đồ, thương nghiêu có lẽ không chết được, tên này có nhiều thủ đoạn, có thể sống từ thời thượng cổ đến giờ, không có chút thủ đoạn nào, chỉ dựa vào ngủ có được không. Nhưng phương viên mới là tứ phẩm cảnh, cường giả đế cấp truy sát, chỉ cần có một chút dự âm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Bình có lòng muốn nói vài câu, vừa nghĩ tới mèo hoang không đáng tin cậy, có thể sẽ đi ngủ cùng hắn nói chuyện, Phương Bình nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này. Đè lo lắng trong lòng xuống, Phương Bình thầm mắng trong lòng, quay đầu lại tìm con mèo này tính sổ. Phương Bình thanh tỉnh, nhìn về phía mọi người, lại nhìn tưởng ra huynh đệ bị đánh ngất, nhanh chóng nói các ngươi đi thông đạo bên kia, nhìn xem chiến vương có ở đây hay không. Còn ngươi, cứ nói là đồ vật đều ở đây, không sao đâu, bọn họ cũng biết, đồ vật ở đây xác suất cao là của ta, một mình ta sẽ an toàn hơn. Các ngươi về mặt đất trước đi, ta còn có việc phải làm. Phương Bình, vương Kim Dương trầm giọng nói, lần đó ở Thiên Nam, vì cứu đạo sư của ta, đã gây ra phiền toái lớn. Lần này cũng là do ta, chiến thiên cung ở chỗ này của ta, ta. Phương Bình tức giận nói, bớt đến, người có năng lực chạy trốn sao? Bớt nói nhảm, đế mộ sắp mở ra rồi. Đi mau, các người không có ở đây, ta bên này lại càng dễ dàng rời đi, bằng không thì quá nhiều người, dù cho ta thu liếm khí tức, cũng dễ dàng bại lộ. Sắc mặt Vương Kim Dương biến ảo một hồi, sau đó nhanh chóng nói, được, vậy chúng ta đi trước, người tự mình cẩn thận yên tâm mấy người ngô xuyên cũng là hạng người dứt khoát bản lĩnh chạy trốn của phương bình đích xác mạnh hơn bọn họ kế tiếp chỉ sợ chính là chiến đấu trên đỉnh cao nhất bọn họ lưu lại cũng vô ích mấy người không nói nhảm nữa nhanh chóng chạy về phía bên kia đế mộ bên kia là phương hướng đi thông núi ngự hải thông đạo dưới lòng đất hẳn là ở bên kia phương bình đứng tại chỗ chờ đợi một lát chờ bọn hắn biến mất bỗng nhiên bay lên trời lúc này vết nước trên đế phần đã biến mất rất nhiều phương bình đứng ở trên không cười nói: "Sư phụ, có thể nghe thấy không?" Không một tiếng động, chỉ có âm thanh nước vỡ như bong bóng nước truyền đến. Phương Bình lần nữa cười nói: "Sư phụ, hỏi kiếm mang theo cái mông gà mà ngài thích ăn nhất, có muốn ăn một chút không?" Đúng lúc này, một tiếng tang thương có vẻ kinh dị truyền đến, "Ngươi, ngươi không phải hỏi kiếm, ta không biết." Phương Bình cười nói: "Ta chỉ là có một đoạn ký ức ngắn ngủi, ta chỉ nhớ sư phụ thích nhất là ăn mông gà, trước kia ta đi ra bên ngoài, thường xuyên vì sư phụ mang những thứ này ta không biết người trong trí nhớ của ta có phải là ngươi hay không. Ta chỉ là muốn thử một chút, bên trong giới vực, công vũ tử ngây ngẩn cả người, hỏi kiếm, là hắn ta, sao có thể như vậy được, đã rất nhiều năm rồi hắn chưa từng thấy mạc vấn xuất kiếm. Nhưng hắn đã suy đoán, đoán qua rất nhiều người, duy chỉ có phương bình là không có. Kỳ thật những năm này, hắn cũng không quá chú ý tới tin tức bên ngoài, mấy chục năm trước còn có một chút chú ý. Theo hắn nghĩ, mấy chục năm trước, Đồ đệ đang ở trong bố cục, đó không thể nào là những người trẻ tuổi này, cho dù thật sự chuyển thế, cũng là nhân vật thế hệ trương đào. Nhưng, bây giờ người này lại nói ra một số cơ mật, đây là cơ mật thật sự, đường đường là cường giả đế cấp, thích ăn thứ này, truyền ra ngoài quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Việc này cho dù là mạc vấn kiếm, thì cũng phải dưới cơ duyên xảo hợp mới biết được, công vũ tử căn bản sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào. Người còn nhớ rõ cái gì? Công vũ tử trầm giọng hỏi, nhớ là không nhiều. Phương Bình cười nhạt nói, nhớ càng nhiều vẫn là thương miêu, còn có một chút đoạn ngắn ở chung cùng sư phụ, rất ít. Ở trong trí nhớ của ta, thời gian hoài niệm nhất, vẫn là những ngày cùng thương miêu đi câu cá, nhàn nhã như thế, tự tại như thế. Sắc mặt công vũ tử phức tạp, đúng vậy, cả đời này, thời gian nhàn nhã nhất của vấn kiếm, đại khái chính là khi đó. Vô ưu vô lự, du sơn ngoạn thủy, ăn chút đồ ăn ngon, câu cá, bắt chút yêu thú. Cuộc đời sau đó, không còn thời gian nhàn nhã như thế nữa. Bây giờ ngươi tên gì? Phương Bình, Phương Bình không nhìn thấy công vô tử, cũng không để ý, lần nữa cười nói, ta bây giờ là bộ trưởng thiên bộ Hoa Quốc, cung cấp với Trương Đào, cũng là lãnh tụ đời thứ ba của thời đại Tân Vũ. Đời thứ nhất đó là Trần Thẩm Nhị Vị Trấn Thủ, đời thứ hai là Trương Đào Mấy Vị, Phương Bình tự nhận là đời thứ ba lãnh tụ, không tính tự khoa. Giờ khắc này, công vô tử có chút phức tạp, lãnh thụ đời thứ ba, người thiên kiêu như thế, thật sự là hỏi kiếm sao, vấn kiếm cũng ưu tú như thế, rất sớm trước kia, liền được vinh dự là nhân vật đứng đầu thời đại tông phái. Cũng là cường giả đầu tiên bước vào chân thần cảnh trong thời đại tông phái. Ngươi, công vũ tử trong lúc nhất thời thật sự không thể xác định. Chuyện này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng, nhưng có vài thứ, nghe thật sự rất giống với vấn kiếm. Phương Bình lại cười nói, ta có một danh xưng ma vương Phương Bình. Không biết sư phụ có biết vài ngày trước đây, địa giới bên này truyền âm, truy nã ta, đều nói ta là ma đế chuyển thế hay không. Thật ra bản thân ta cũng không xác định, chỉ là có chút tò mò, tò mò xem núi tử cái có hình dáng gì, tò mò cái bóng mờ ảo trong trí nhớ của ta kia, cường giả thích an mông gà có hình dáng như thế nào. Trước đó, ngự hải sơn kiếm nhất và đế huyết thụ nhất tộc bỗng nhiên tử chiến vì ta đến cùng, đế huyết thụ nhất tộc toàn quân bị diệt. Ta có chút mê mang, ta cũng muốn biết, ta thật sự là mạc vấn kiếm sao. Phương Bình lộ vẻ thổn thức, tự diễu nói ta rất chán ghét mạc vấn kiếm ta không hy vọng chính mình là hắn một chuyến đến đế mộ hình tượng mạc vấn kiếm trong mắt ta hoàn toàn bị nghiền nát rồi ta không hy vọng mình là hắn nhưng mà nhưng mà có đôi khi có lẽ ta hận chính là chính bản thân ta thật buồn cười a à. vết nứt không gian càng ngày càng ít tâm tình công vô tử càng thêm phức tạp hồi lâu mới nói lão phu cũng không có cách nào xác định phương phương bình đế phần sắp vỡ vụn hiện tại bên ngoài có không ít cường giả tới lúc trước ta thấy hình như có người chạy trốn khỏi nơi này bọn họ biết ngươi là hỏi kiếm không phương bình cười khổ nói hẳn là biết biểu hiện lần này có chút rõ ràng thật ra thì ta có một hoài nghi có lẽ ta không phải là mạc vấn kiếm mạc vấn kiếm là đang tính kế ta hắn muốn cho tất cả mọi người cảm thấy ta là mạc vấn kiếm đế huyết thụ nhất tộc đều tử chiến vì ta trước đó chu thiên kiếm cũng có dị động ta lại có thể điều khiển tất cả những điều này không thể không nói rõ ta chính là mạc vấn kiếm ta tưởng tiền bối biết vừa rồi cố ý thăm dò một phen không ngờ tiền bối cũng không cách nào xác định phương bình vừa mới hô sư phụ bây giờ lại hô tiền bối công vũ tử vội vàng nói kiếm chu thiên đâu không biết biến mất phương bình lại thở dài lần nữa cho nên ta mới hoài nghi ta bị lợi dụng kiếm chu thiên đi đâu rồi tiền bối có thể giải thích một chút nghi hoặc cho phương bình không ta đến cùng có phải kiếm của Mạc Vấn hay không? Công vô tử trầm mặc, không biết, có lẽ là vậy, có lẽ thật sự là Vấn kiếm đang bố cục, cố ý ngụy trang người này thành chính hắn. Bất kể như thế nào, Phương Bình đều đáng giá đi cứu. Nghĩ đến đây, công vô tử nhanh chóng nói, bất kể có đúng hay không, những chuyện này chúng ta có thể bàn lại sau. Bây giờ người tới núi tử cái, đại trận còn chưa bị phá vỡ hoàn toàn, trong thời gian ngắn bọn chúng không thể công phá phong ấn bên ngoài núi tử cái, lão phu nghĩ cách đưa ngươi rời khỏi đây. Rời đi, Phương Bình nói mê, lần này ra khỏi đế mộ, thiên hạ to lớn, thật sự còn có nơi dung thân cho ta sao? Ta mặc kệ có phải là kiếm của Mạc Vấn hay không, sau lần này, đều sẽ bị xác định là hắn. Trở lại thế giới loài người, có lẽ cũng là phiền toái không ngừng. Giữ được tính mạng trước đã, công vô tử nói xong, vết nước trên không của đế mộ đã hoàn toàn biến mất. Mau vào! đúng lúc này trên không đế mộ hiện ra một đạo phong cấm trong suốt mở ra một lỗ hổng nho nhỏ công vũ tử nhanh chóng nói nhanh đế mộ vừa vỡ bọn họ đều sẽ phát hiện sự tồn tại của ngươi phương bình nhìn thoáng qua lỗ hổng nhỏ cười cười bay lên trời trực tiếp chen vào lỗ nhỏ dưới vực tri địa phong cấm phương bình cũng biết một ít tình huống không phải tuyệt đỉnh ra vào còn tốt tuyệt đỉnh ra vào mấy lần sẽ dễ dàng dẫn đến phong cấm vỡ vụn trước đó thương miêu đi ra không có cách nào trở về, chính là sợ phong cấm triệt để vỡ vụn. Nhưng mà thực lực Phương Bình không đến mức đó, ra vào cũng không có vấn đề gì lớn. Ngay khi Phương Bình vừa tiến vào bên trong núi tử cái, sau một khắc, một tiếng nổ ầm ầm vang vọng toàn bộ giới vực. Đế mộ nổ tung, mảng lớn huyết sắc bắt đầu tiêu tán, vết nứt màu đen lần lượt biến mất, toàn bộ đế mộ bắt đầu co rút lại, sụp đổ. Mộ đế được xây dựng ở trên giới vực, nhưng lại độc lập thành không gian, giống như một thế giới khác. Nhưng bây giờ, thế giới màu đỏ như máu trước đó, bùn đất màu đỏ như máu, đều đang sụp đổ. Bên ngoài ngự hải sơn, có cường giả lầm bẩm nói, đế mộ bị phá rồi. Kiếm mạc vấn đâu, chu thiên kiếm ở đâu. Cùng lúc đó, giống như có cường giả cảm ứng được cái gì, rất nhanh, có người thanh âm bình thản, lại là truyền đáng mấy ngàn dặm, có người đang độ hải. Ai đi ra, đám người cơ giao kia, lúc này mới ra khỏi đế mộ không lâu, đang vượt qua cấm kỵ hải, chuẩn bị trở về ngoại vực. Ngay sau đó, ở hướng ngự hải sơn, từng luồng khí cơ bốc lên. Cùng một thời gian, bên trong ngự hải sơn, thông đạo dưới lòng đất, chiến vương lại một lần nữa chạy tới. Trước đó có giới bích ngăn cản, lúc này theo đế mộ vỡ vụn, những thứ cản đường kia đều tiêu tán. Tuyệt sát đại trận bên trong đế mộ cũng theo kiếm chu thiên biến mất, trái tim biến mất, chiến thiên cung biến mất, đều tiêu tán. Chiến vương đã nhìn thấy đám người ngô xuyên, nhìn lướt qua, lập tức nhíu mày. Phương Bình thì sao, về phần hai hậu đại, đều còn sống, hắn cũng không nhìn nhiều. Nhưng Phương Bình đi đâu, nếu tên này gây ở đây, lần này Trương Đào nhất định sẽ tìm hắn gây phiền phức. Dù sao bên đế mộ này, là tử cái sơn làm ra, cũng là trước đó hắn đã nói có thể bảo vệ những tiểu tử này. Phương Bình thì sao, khi đế mộ hoàn toàn bị nhìn nát, chiến vương đã gặp gỡ bọn họ. Vừa hỏi xong, chiến vương bỗng nhiên ngẩng đầu, thông đạo phía trên là phong cấm của toàn bộ núi tử cái, hắn nhìn không thấu, tuy nhiên hình như mơ hồ thấy được một bóng người phóng lên cao biến mất phương bình nói chính hắn nghĩ biện pháp rời đi ngô xuyên nhanh chóng nói tiền bối chúng ta rút lui trước đám người trường sinh hiện tại đều không còn sức tái chiến phải lập tức đưa về mặt đất huynh đệ lý trường sinh tưởng ra hiện tại đều là vô lực tái chiến cho dù có thực lực của bọn họ cũng không đủ để tham dự vào phân tranh kế tiếp giờ phút này vẫn nên quay về trước mới an toàn tiểu tử này chiến vương nhíu mày hắn nghĩ biện pháp rời đi, làm sao rời khỏi đây, không kịp nghĩ nhiều, chiến vương đã cảm nhận được một số cường giả khí cơ bốc lên, bàn tay to đột nhiên to lên vô số lần, lập tức nắm mọi người trong tay, quay đầu rời đi. Vừa ra khỏi thông đạo, đối diện với ngự hải sơn, trên đỉnh núi, có người lạnh lùng nói, chiến vương, bọn ta chờ đã lâu. Lúc này, ngô xuyên quát lên, chúng ta không lấy được bất kỳ vật gì. Đồ vật đều ở bên phía phương bình, phương bình không có theo chúng ta rời đi. Lúc này, canh dư ở đỉnh núi Ngự Hải Sơn không phải một người, mà là ba người. Khí cơ của ba người đều rất mạnh, khe hở trên đỉnh Ngự Hải Sơn xẹt qua trên người bọn họ, gần như không thể tới gần. Ba vị cường giả tuyệt đỉnh, đúng lúc này, trên đỉnh núi xuất hiện một bóng người, Trương Đào cười nhạt nói, bọn họ nói không lấy, thì chính là không lấy. Mấy vị, sẽ không so đo với những tiểu bối này chứ. Trong lúc nói chuyện, lại có một bóng người nhàn nhã xài bước, đánh vỡ hư không, đi lại trong bóng đêm, trong chớp mắt đã ra khỏi khe hở không gian, xuất hiện ở trên ngự hải sơn. Người tới là Mệnh Vương, Mệnh Vương liếc nhìn chiến vương một cái, lại nhìn đám người vương kim dương, thản nhiên nói, Phương Bình còn trốn ở trong giới vực chi địa không? Dứt lời, hắn cười nhạt nói, Phương Bình sẽ thay đổi khí tức, các ngươi. Thật sự không có người nào là Phương Bình ngụy trang, bọn họ nói đồ vật ở chỗ Phương Bình, Mệnh Vương tin tưởng. Nhưng mấu chốt là, Phương Bình không ở trong những người này. Người, càng ngày càng nhiều. Cấm kỵ hải đối diện giới vực chi địa, giờ phút này cũng có người qua sông mà qua. Người đầu tiên qua sông chính là Vương Nhược Băng và Vương Hàm Nguyệt. Hai người vừa qua sông, một bóng người trực tiếp xuyên qua Ngự Hải Sơn, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hai người. Trương Đào những người này cũng cảm ứng được, cường giả như vậy trước đó xuyên qua Ngự Hải Sơn, đó là quyết không cho phép. Nhưng Long Biến Thiên Đế đi qua, Trương Đào cũng không nói gì. Hiện tại ngay cả trong cấm kỵ hải cũng có cường giả đế cấp đuổi tới phong tỏa ngự hải sơn có ý nghĩa không quá lớn, chỉ cần những người này không qua được thông đạo, trương đào cũng không muốn quản những chuyện này. Hơn nữa, lúc này bên ngoài thông đạo cũng có cường giả nhân loại tỏa chấn, trương đào cũng không quá lo lắng. Long biến thiên đế vừa đuổi tới, còn chưa kịp mở miệng, sau một khắc, bảy tám đạo tinh thần lực bao trùm mà đến. Long biến thiên đế hử lạnh một tiếng, những người này lại dám ở trước mặt hắn phát ra linh thức. Nhưng lúc này, cường giả không ít, Long biến thiên đế vẫn đè lửa giận xuống, nhìn về phía nữ nhi, ánh mắt khẽ động. Căn nguyên sinh mệnh của con gái tràn lan, hình như không còn tràn lan nữa. Long biến thiên đế trong lòng có chút kinh hỉ, lại có chút không dám tin, thật đoạt được bảo vật. Vương Hàm Nguyệt cũng cảm nhận được uy áp từ bốn phương tám hướng, sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng nói, sư tôn, ta và sư muội không lấy được bất kỳ vật gì, lúc chúng ta rời đi, bọn họ đang giao chiến, trong đế phần có chu thiên kiếm, còn có mấy bộ đế thi và chiến thiên cung hoàn chỉnh. Chiến thiên cung, Long biến thiên đế có chút bất ngờ, kinh ngạc nói tại sao chỗ ở của chiến thiên đế lại ở đây. Chiến thiên đế, lúc này, phụ cận Long biến thiên đế, một hư ảnh hiện ra, một vị lão giả đầu đội mũ nguyện, không thấy rõ tướng mạo cụ thể, chậm rãi nói bên trong là chiến thiên cung. Vâng, lão giả nhìn về phía Long biến thiên đế, giọng nói tang thương nói chiến thiên đế. Lão hủ không nghĩ tới cung tẩm của chiến thiên đế lại xuất hiện ở đây. Mạc vấn kiếm ngược lại là vận khí tốt, không biết trong Chiến Thiên Cung có còn di vật của Chiến Thiên Đế hay không. Nói xong, con mắt hư ảo của lão giả đột nhiên bộc phát ra một luồng thần mang sáng chói, nhìn về phía đế mộ ở bờ bên kia, rất nhanh, nhẹ giọng nói, không có vật gì, đã sụp đổ, Chiến Thiên Cung là Chiến Thiên Đế lưu lại, sẽ không vỡ nát ở đây, bị người lấy đi. Đúng lúc này, lại có một hư ảnh trung niên hiện ra, hơi nghi hoặc nói, Chiến Thiên Đế. Bản đế hình như từng nghe nói, lão giả và Long Biến Thiên Đế đều mặc kệ không biết chiến thiên đế, đó chính là tranh lệch địa vị, tranh lệch thời đại. Tuy danh tiếng của chiến thiên đế ở thiên giới không lớn, nhưng người trải qua thời đại kia đều biết người này. Người này trong đại yến thiên đình, tiễn chấn chư hoàng. Đương nhiên, có tư cách tham gia đại yến, đều là một ít đại đế cổ lão. Năm đó, ngay cả chân thần cũng không có tư cách tham gia, không đủ tư cách. Những đại đế kia, từng chứng kiến uy phong, bá đạo, cường đại của chiến thiên đế nhưng sau đó đại đế cũng không biết tất cả những thứ này không ít thiên ngoại thiên đại đế năm đó cũng chỉ là chân thần cảnh mà thôi còn không có tư cách hiểu rõ những chuyện này cũng sẽ không có ai nói ra chuyện liên quan đến hoàng giả và mấy vị cực đạo đế tôn chi tranh cũng không ai dám nói cái gì dù là hiện giờ hoàng giả cùng cực đạo cường giả đều đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử vẫn sẽ không có người sẽ nhắc tới những chuyện này đế tôn trung niên bị hai người không nhìn cũng không thèm để ý lão nhân này và long biến thiên đế đều là một nhóm đại đế cổ xưa nhất không hợp với bọn họ từ thời đại thần ma chính là như thế bọn họ cũng lười nói cái gì trong lúc nói chuyện lại có người đi ra không phải người là yêu lực vô kỳ trực tiếp tiến vào trong cấm kỵ hải nhìn cũng không dám nhìn những người bên kia trong lòng cầu nguyện lão tổ mau tới thế nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy lão tổ đến lực vô kỳ thấp thỏm không thôi lại không dám cứ như vậy rời đi trong lúc nhất thời khẩn trương đến sắp hít thở không thông lúc này lòng biến thiên đế quét mắt nhìn con trâu nhỏ này một cái thản nhiên nói thủy lực bị người ta câu đi rồi người lấy đồ sao lực vô kỳ ngốc trệ một chút câu đi rồi có ý gì đây mặc dù hồ đồ lực vô kỳ vẫn vội vàng truyền âm nói chưa từng vô kỳ là bị giết lui trước khi vô kỳ rời đi võ giả nhân gian giới còn đang giao chiến với dư nhiệt địa hoàng thần triều Long biến thiên đế nhìn về phía xa, thản nhiên nói, nên đi ra cũng đã đi ra, không đi ra sợ rằng đều đã chết. Lời này vừa nói ra, không ít tinh thần lực nổi lên sóng gió. Chỉ trong giây lát, xung quanh đã có thêm nhiều bóng mờ. Trên bầu trời cấm kỵ hải, thậm chí cũng xuất hiện thêm một bóng mờ, có người bình tĩnh nói, đồ đệ của ta đâu. Lúc này, côn bằng huyến vũ vừa dẫn theo cơ giao đuổi tới lớn tiếng nói, ngoại trừ chúng ta, những người còn lại đều bị đám người phương bình đánh chết. Chiến thiên cung, Chu Thiên Kiếm, Đế Thi, toàn bộ bị đám người Phương Bình cướp đi. Phương Bình là ma đế chuyển thế, thu phục đế huyết thụ nhất tộc cùng yêu tộc ngự Hải Sơn, việc này đều là Phương Bình mưu đồ. Nói xong, nhìn thoáng qua Triệu Hưng Vũ vừa đuổi tới ở phía sau, lạnh lùng nói, thiên thực Vương Đình tả soái nhớ mãi không quên phục sinh võ giả, lần này tả soái xuất lực không ít. Bên kia bờ sông, lúc này cũng có cường giả thiên thực Vương Đình đuổi tới. Hư ảnh hoa vương hiện lên, nhìn về phía Triệu Hưng Vũ, triệu hưng vũ bình tĩnh dị thường nói triệu mỗ chỉ chiến nguyễn vũ chuyện khác không tham dự hoa vương lạnh nhạt nói đồ đâu phương bình đã lấy đi phương bình giờ khắc này những cường giả này đều nhớ kỹ cái tên này tất cả mọi thứ đều bị phương bình lấy đi bao gồm cả ngự hải sơn bên kia tất cả cường giả cũng đều rõ ràng tất cả thu hoạch trong đế phần đều bị một người cướp đi điểm này vượt quá dự liệu của bọn hắn đám cường giả như côn bằng nguyễn vũ triệu hưng vũ đi vào thế mà đều không thu hoạch được gì. Trên bầu trời cấm kỵ hải, cường giả đế cấp đến từ vô danh sơn lại là toàn thân tràn ngập khí lạnh. Chết rồi, đều chết hết, ngoại trừ những người này, những người khác đều chết, vậy đồ đệ của hắn không cần phải nói, cũng đã chết. Phía ngự hải sơn, mệnh vương ngay từ đầu chỉ nhìn cơ dao sau đó sắc mặt khẽ biến, huyền trang đâu. Huyền Long thủ hộ là lão hiếu của hắn, hậu duệ duy nhất của Huyền Long đi đâu rồi. Mà vào lúc này, thanh âm cơ dao băng hàn, hô, vương tổ, huyền trang đã bị phương bình đánh chết mong vương tổ đánh chết phương bình huyền trang bị giết ánh mắt mệnh vương đột nhiên trở nên lạnh lùng đáng chết huyền vũ làm sao bây giờ huyền trang chử huyễn vũ hai vị này đều là cường giả đỉnh cấp dưới chân vương vốn nên là thế lực mạnh nhất một phương thiên mệnh vương bình, kết quả không thu hoạch được gì không nói ngay cả cường giả thần đạo như huyền trang cũng chết điều này bảo mình làm sao bàn giao với huyền long ánh mắt mệnh vương lạnh lùng lần nữa nhìn về phía đám người trong tay chiến vương mặc kệ Phương Bình có ở đây hay không, những người này. Tốt nhất là không để lại một người nào. Lúc này, Trương Đào đang nhìn hắn với ánh mắt bình tĩnh. Mệnh Vương đạm mạc nói, Võ Vương, Phương Bình cầm đồ vật không nên cầm, giết người không nên giết. Lần này, người cũng không bảo hộ được hắn, trừ phi người muốn phục sinh chi địa, trở thành công địch. Trương Đào cười nhạt nói, cơ duyên, đoạt bảo, đều dựa vào bản lĩnh. Người ngược lại sẽ bị trục mũ. Trương Đào cười thản nhiên, giống như cũng không thèm để ý. Mà đúng lúc này, bình chướng của giới vực bỗng nhiên trong suốt một chút. Phương Bình đứng sừng sững trên thiên cung, nhìn bốn phương xa, cười sán lạn, không biết có nhìn thấy cường giả khắp nơi hay không. Phương Bình hướng bốn phương phất phất tay, trong chớp mắt, giới bích giới vực chi địa lại đục ngầu, không cách nào nhìn trộm. Công vô tử, Phương Bình, Mạc Vấn kiếm, từ cái sơn thật sự chứa chấp Phương Bình, thật to gan, kiếm của Mạc Vấn là công địch, công vô tử đang tìm chết. Từng giọng nói chấn động hư không, mang theo khí tức sát phạt lạnh lẽo thân phận ma đế đã được xác định nếu không phải như thế phương bình há có thể tiến vào tử cái sơn giờ khắc này trường đào hơi nhíu mày phương bình làm sao trà trộn vào lão già công vô tử kia dễ dàng lừa gạt như vậy sao hay là nói chính là muốn chứng minh phương bình là thân phận của mạc vấn kiếm giờ phút này không ai đi quản chiến vương bên này nữa phương bình hiện thân ngay tại bên trong tử cái sơn thân xác chuyển thế của kiếm mạc vấn thậm chí còn quan trọng hơn cả thần khí. Hơn nữa thần khí đã có chủ, người bình thường cũng không thể mang đi được, dù cho mang đi thì ít nhiều cũng sẽ có chút khí thế lưu lại, đám người trong tay chiến vương kia cũng không có loại khí thức này. chương 894 là khoe khoang sao, bên trong núi Tử Cái, thiên cung của Tử Cái Sơn có chút khác biệt với những nơi khác. Đây mới thực sự là một ngọn núi cao, đỉnh núi bị người ta san bằng, xây dựng quần thể cung biện. Ngọn núi vô cùng to lớn, ngọn núi kéo dài vô số dặm có thể tưởng tượng được năm đó vì kiến tạo thiên cung như vậy hao phí bao nhiêu tinh lực cùng vật lực giờ phút này trên con đường thật dài của thiên cung phương bình dọc theo ngự đạo đi lên trên đỉnh núi bên cạnh hắn một bóng người như ẩn như hiện phương bình vì sao phải báo cho ngoại giới biết ngươi ở chỗ này tiền bối thứ lỗi ta là người không thể để đồng bạn bị liên lụy bất đắc dĩ phải chịu tiền bối nên gánh lấy nhiều hơn thân ảnh già nua bỗng nhiên chân thật lên Công vô tử dâu tóc bạc trắng, ánh mắt rất phức tạp. Ngươi, cùng hỏi kiếm thật giống. Hắn vừa mới đoán được, năm đó, vì không muốn liên lụy tử cái sơn, hỏi kiếm để ta trục xuất hắn khỏi sư môn. Lão phu tự mình đuổi thủ tịch của tử cái sơn đi, đệ tử duy nhất. Công vô tử lúc này thật sự có chút tin tưởng. Phương Bình, có lẽ thật sự là đang hỏi kiếm. Năm đó, Mạc Vấn kiếm tại vấn tâm điện quỳ xuống đất không dậy nổi, chỉ cầu một sự kiện, trục xuất hắn ra sư môn hắn muốn đi báo thù, chuyến đi này, cả thiên hạ đều là kẻ địch, cưu hận, đã khiến hắn điên cuồng, nhưng một khắc đó, Mạc Phấn Kiếm còn nhớ thương sư môn, nhớ thương những sư huynh đệ kia, nhớ thương sư phụ hắn. Hắn muốn báo thù, cũng không thể lấy thân phận thủ tịch tử cái sơn, tương lai trưởng giáo đi báo thù. Hắn là đồ đệ bị tử cái sơn vứt bỏ, thời đại đó, đồ đệ bị vứt bỏ, đây là bị người khinh bỉ, bị, bị người phỉ nhổ, cường giả như kiếm Mạc Vấn, thiên kiêu, cuối cùng lại trở thành đệ tử bị người người phỉ nhổ. Vì vậy, tử cái sơn thiếu đi một vị cường giả tuyệt đỉnh, cũng bớt đi rất nhiều phiền phức. Hết thảy những điều này đều bắt nguồn từ Mạc Vấn Kiếm. Cử động của Phương Bình hôm nay, quá giống với Mạc Vấn Kiếm. Phương Bình không để ý cái này, cười nói tiền bối, chính là liên lụy đến ngài. Nhưng mà ngài yên tâm, chỉ cần ta không ở đây, hoặc là tiền bối giao ta ra, những người kia sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà đối nghịch với tiền bối. Một đám bè lũ su nịch, nào dám giao thủ với cường giả đế cấp vào lúc này. Phương Bình nói rất thản nhiên, công vô tử lại nhìn hắn một lần nữa, tang thương nói, ngươi không sợ chết sao. Chớ đánh giá cao khí độ của Lão Phu, vì không muốn giao thủ với các đế tôn khác, có lẽ Lão Phu thật sự sẽ giao ngươi ra. Phương Bình cười nói, không phải trực tiếp giết, vậy ta liền sẽ không oán tiền bối. Về phần giao ra, ta ngược lại là không quá để ý, hoặc là tiền bối làm quá phận một chút, dưới mặt đất mở lỗ hồng, ta xem có thể từ dưới đất tiến vào cấm kỵ hải, đi từ cấm kỵ hải hay không. Cấm kỵ hải rất nguy hiểm, sẽ ăn mòn kim thân. Ta kim thân cửu đoán, hẳn là có thể chống đỡ một hồi. Hắn nói đến đây, công vô tử dường như mới ý thức được điểm này, tinh thần lực đột nhiên phóng thích ra, quét mắt nhìn hắn. Một lát sau, công vô tử có chút chấn động nói là cửu đoán. Không, không phải quá hoàn chỉnh, không đúng, sao người có thể đi ra khỏi cửu đoán kim thân. Công vô tử thật sự có chút kinh ngạc. Không đợi Phương Bình mở miệng, hắn đã nhanh chóng nói, "Cửu Đoán Kim Thân, chỉ có cường giả Vạn Đạo Hợp Nhất mới có thể đi ra, ngươi cũng không phải là Vạn Đạo Hợp Nhất, lão phu đã cảm ứng được linh thức của ngươi." Công Vô Tử lẩm bẩm nói, "Chẳng lẽ nói, ngươi chuyển thế, chính là vì đi ra Tân Đạo?" "Cửu Đoán Kim Thân, linh thức cũng không yếu, chẳng lẽ ngươi muốn đi ra song cực đạo?" "Không, linh thức cùng thân thể cùng tồn tại, đây cũng không phải là cực đạo." "Năm đó ngươi, Kim Thân bát đoán, linh thức bát đoán, đều không có đạt tới cực hạn lại là dưới cực đảo có thể đi xa nhất võ giả toàn diện nhất chẳng lẽ người thật muốn nghịch thiên cải mệnh ánh mắt phương bình khẽ động nói tiền bối kiếm mạc vấn là rèn từ nhục thân tinh thần lực tám rèn sao không sai ta còn biết rõ tinh thần lực phân chia rèn đúc bao nhiêu lần công vô tử nhìn hắn một hồi phán đoán một chút tinh thần lực của hắn mạnh yếu mở miệng nói linh thức của ngươi hình như bị trọng thương không ngại chứ không có việc gì, tiền bối có thể giúp ta giải thích một chút không? Công vô tử nhìn ra tinh thần lực của hắn bị thương nặng, bất quá phương bình còn có thể thản nhiên, hắn cũng không nói thêm nữa, mở miệng nói cái gọi là bát đoán cử đoán, đều là chỉ bổn nguyên đạo trước đó. Bước vào bổn nguyên đạo, dù là kim thân thật sự đến cử đoán, đó cũng là sau này chất biến, không ảnh hưởng trụ cột. Linh thức cũng như thế, kim thân chín rèn, đó là vạn đạo hợp nhất mới có thể làm được, còn không phải bất luận võ giả vạn đạo hợp nhất nào cũng có thể một ít ngụy vạn đạo hợp nhất là không cách nào tiến vào cửu đoán cảnh. Linh thức chín rèn, đồng dạng như thế, đây cũng là vạn pháp hợp nhất võ giả mới có thể làm được. Kỳ thật lão phu cũng chưa từng thấy qua võ giả cửu đoán linh thức, nghe nói năm đó thiên giới có đế tôn, đi chính là linh thức chi đạo, cực đạo cửu đoán. Tại kim thân cảnh, khiến linh thức sinh ra biến chất, có thể phân tách phân thân, linh thức hình chiếu, linh thức cố hóa. Đây cũng là linh thức cửu đoán. Phương Bình nghe vậy nhanh chóng nói, thì ra là thế, tinh thần lực vạn hách. Hắn nghe hiểu, điểm này Ngô Xuyên lúc trước đã từng nói qua. Cường giả cửu phẩm bình thường, dù là đến trình độ như huyễn vũ, cũng rất khó để tinh thần lực đạt tới vạn hách. Đây là thuộc về riêng tuyệt đỉnh, phân thân, đó đều là tuyệt đỉnh mới có. Trước đó Phương Bình đã cảm thấy bát phẩm cảnh có phân thân rất biến thái, hiện tại xem ra, quả là như thế. Đừng thấy hiện tại tinh thần lực của hắn hơn 9.000, hình như khoảng cách không xa, nhưng Phương Bình có thể tưởng tượng được, muốn sinh ra chất biến sẽ khó khăn bao nhiêu. Phương Bình cũng không nóng nảy, thực lực của hắn bây giờ còn ở một thời kỳ tăng lên, không vội đi bản nguyên đạo. Cửu đoán kim thân, theo lý thuyết cực hạn ít nhất là 20 vạn thẻ khí huyết. Hơn nữa hắn còn không để cường độ khí huyết biến đến gấp 2 lần trước đó, còn có thể tiếp tục chờ đợi. Thực lực cũng không phải trì trệ không tiến, Phương Bình không hỏi lại cái này, hắn càng cảm thấy hứng thú vẫn là cái khác, cười hỏi, "Tiền bối vị đế tôn đi linh thức đại đạo ở thiên giới kia tên là gì lão phu thành đế muộn tử cái sơn cũng không phải do lão phu thành lập lão phu chính là trưởng giáo đời thứ hai của tử cái sơn khi thiên giới còn lão phu chỉ là tiếng nói của phàm nhân công vô tử không phải là đế tôn cổ xưa hắn vẫn là sau khi tử cái sơn thành lập mới thành đế cấp cường giả trước đó chỉ là chân thần mà thôi mà thiên giới hủy diệt vậy còn phải suy ngược mấy ngàn năm về phần vị đế tôn kia tên là gì công vũ tử suy nghĩ một chút mới nói diệt hình như gọi là vậy cụ thể lão phu cũng không rõ ràng lắm diệt phương bình cười nói chiến thiên đế không phải là diệt thiên đế chứ cường giả thượng cổ phần lớn đều là tên một thiên đế là tôn xưng công vũ tử khẽ cười nói chiến diệt những người này đều là cường giả cực đạo thượng cổ phương bình hiểu rõ thì ra là thế nhưng cung điện của lão vương gọi là chiến thiên cung hắn còn tưởng rằng kiếp trước lão vương gọi là chiến thiên trên tùy bút lục hình như là gọi là chiến. Diệt là lão diêu sao, Phương Bình không rõ ràng lắm, nhưng mà xác suất không nhỏ. Phương Bình suy nghĩ một chút bỗng nhiên cười nói, hiện đại thì không cần, tuyệt đỉnh, cũng chính là cường giả chân thần cảnh, hai chữ danh hiệu mới là cường giả, đương nhiên, đây là quy củ của Hoa Quốc, những nơi khác ngược lại là không bị ảnh hưởng. Hiệu xong, công vô tử suy nghĩ một chút nói, một thời kỳ, thói quen bất đồng A. À. Những người chúng ta, cũng không quá để ý những thứ này, bất quá nghe nói trước khi thiên giới bị diệt, có người đi không ra hoàng đạo, mở ra lối đi khác, đi ra con đường thứ hai, thậm chí con đường thứ ba. Thời kỳ đó, có vài người đưa ra ý kiến, dựa theo con đường bao nhiêu, mang tên tuổi. Những điều này đều là chuyện rất lâu trước đây, về sau cũng không có mấy người kéo dài quy củ này. Thiên giới vẫn còn, khi con đường còn chưa bị chặn lại, tất cả mọi người đều đi một con đường. Dù cho đến hậu kỳ, bao gồm công vũ tử những người này, trừ phi một con đường thật sự cũng không cách nào đi tiếp bằng không cũng đều là một con đường đi tới cùng chân chính đi ra con đường thứ hai con đường thứ ba phần nhiều vẫn là một ít lão cổ đồng bọn họ đi không nổi nữa hoàn toàn không thể đi được nữa về phần gần ngàn năm không ít người đi con đường thứ hai thứ ba đó đều là bị ép bất đắc dĩ những người này có chút người căn bản không hiểu chỉ biết là nhiều con đường rất mạnh trên thực tế đã đi lệch hai người vừa đi vừa nói không để ý tới những cường giả ở ngoại giới rất nhanh, đỉnh núi đã tới. Quần thể cung điện vô cùng khổng lồ đập vào mi mắt, không nhìn thấy điểm cuối. Công vũ tử nhìn về phía trước, một quảng trường to lớn, chậm rãi nói, đây là văn đạo đài, sáng sớm tôi có thể chết, năm đó, môn nhân đệ tử tử cái sơn, buổi sáng đều sẽ ở đây nghe đạo. Khi đó, vô số môn nhân đệ tử, ngồi đầy vấn đạo đài. Công vũ tử hơi thổn thức, nhẹ giọng nói, người còn nhớ nơi đây không? Không nhớ rõ, Phương Bình lắc đầu, Công Vũ Tử cũng không thèm để ý, Phương Bình thấy thế hỏi, từ cái sơn hiện tại ngoại trừ Tiền Bối, còn có người sống nào khác không? Không có, Công Vũ Tử than thở, năm đó chỉ có ta cùng Tương Thiên Minh còn sống. Mấy trăm năm trước, ta liền đưa Tương Thiên Minh đi ra ngoài. Tiền Bối có biết thân phận Trấn Thiên Vương? Trấn Thiên Vương? Công Vũ Tử nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, biết một chút, nhưng cụ thể không rõ ràng lắm. Trước đó ngươi nói, Hoa Quốc là hai danh hiệu vi tôn, nói chính là người này đi? Người này đúng như Lão Phu nói, rất có thể là người cuối thời kỳ thiên giới năm đó, khi đó mới tuân theo phương pháp này. Không biết, tiền bối liền để chiến vương đi ra ngoài. Công vô tử mỉm cười nói cũng không phải là hoàn toàn không biết, hay là biết một chút, huống chi thực lực người này cực mạnh, năm đó tới cửa bước bách chúng ta xuất lực, không thể không ra. Vậy vì sao lại xóa đi ký ức của chiến vương? Công vô tử thấy hắn không chút hoang mang, bình tĩnh thong dong, có chút ngoài ý muốn, rất nhanh lại thoải mái, mở miệng nói trí nhớ mất đi, nguyên nhân rất nhiều. Thứ nhất, năm đó bọn họ vẫn chưa khôi phục, những võ giả chân thần cảnh này, thương thế nặng hơn chúng ta, linh thức hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Lúc này, muốn khôi phục thương thế, hoàn toàn quên đi quá khứ tốt hơn một chút, có thể sinh ra linh thức thuần túy hơn. Thứ hai, người nọ năm đó là cưỡng ép chư tông xuất nhân, mang theo ký ức, dễ dàng đối địch với hắn, thiên minh tính tình nóng nảy. Một khi như thế, dễ dàng đắc tội người nọ, đi ra ngoài dễ dàng xảy ra chuyện. Thứ ba, người nọ từng nói, quên đi đạo hiện tại, một lần nữa đi, có lẽ sẽ đột phá gông cùng xiềng xích, điểm này vẫn là có đạo lý, thiên minh võ đạo thật lâu không có tiến bộ, có lẽ quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, có thể đi xa hơn một chút. Sự thật chứng minh, hắn thật sự đi xa hơn, công vô tử ngừng lại, Phương Bình thì cười nói, không có nguyên nhân khác sao. Công vô tử khẽ thở dài, có, nhưng không tiện nói, cũng không cần phải tra cứu. Điều này cũng đúng, ầm ầm, hai người đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến một trận nổ vang, dường như toàn bộ tử cái sơn đều đang rung động. công vô tử nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, bọn họ đánh tới rồi. đúng lúc này, một âm thanh hùng vĩ truyền đến, công vô tử mau giao kiếm mạc vấn ra đây. giao kiếm mạc vấn ra, nếu không tử cái sơn sẽ không còn tồn tại nữa. công vô tử, chớ có phạm sai lầm. ngoại giới liên tiếp có âm thanh truyền đến. giờ phút này, công vô tử tiện tay vung lên, toàn bộ bức tường ngăn giới trở nên óng ánh long lanh ngoại giới, vết nứt màu đen dày đặc, lít nha lít nhít. Mấy bóng người bị vết nứt bao phủ, ngoại trừ màu đen, gần như không nhìn thấy gì khác. Giới vực chi địa có hệ thống phòng ngự, điểm ấy Phương Bình cũng biết. Những khe hở này, đáng sợ vô cùng, so với khe hở không gian đánh ra bình thường còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Lúc này, bên trong núi tử cái, một lượng lớn năng lượng bị hút ra, bắt đầu tràn vào trong hệ thống phòng ngự, vết nứt bên ngoài cũng càng ngày càng nhiều. Công vô tử nhìn thoáng qua, thản nhiên nói thường dung hạo đình các người muốn đánh vỡ tử cái sơn sao bên ngoài một thân ảnh đen như mực làm vỡ nát vết nứt màu đen gần đó lãnh đạm nói công vô tử người hẳn là biết chúng ta cùng mạc vấn kiếm mối thù không đội trời chung năm đó người đuổi hắn ra khỏi sư môn chúng ta không muốn liên lụy đến tử cái sơn đã thoái nhượng hôm nay mạc vấn kiếm trở về người cần gì phải tự tìm đường chết công vô tử cười nhạt một tiếng hạo đình kiếm của ngươi đã bị các ngươi giết chết ngàn năm trước, kiếm của Mạc Vấn ở đâu ra? Hừ, đế tôn trung niên khôi ngô, khinh thường nhiều lời, hừ lạnh một tiếng, biểu lộ thái độ. Lúc này, một thân ảnh thon gầy thoáng hiện, cũng chấn vỡ vết nứt phụ cận, lạnh lùng nói, lão phu mặc kệ hắn là Phương Bình hay là Mạc Vấn kiếm, dám can đảm đánh chết môn đồ lão phu, đáng chém. Lúc này, Phương Bình cười nói, lão gia hỏa, môn đồ của ngươi là ai? Nói xem, ta giết người quá nhiều, rất ít hỏi tên, một ít tiểu bối vô danh, giết thì giết, căn bản sẽ không quản lai lịch của bọn hắn, nói một chút, xem ta có ấn tượng hay không. Muốn chết, cường giả đế tôn thon gầy, một trường đánh ra, đánh bức tường ngăn giới lần nữa rung động. Lúc này, một cỗ tinh thần lực khổng lồ phản kích ra, đẩy lui đối phương mấy bước. Vết nước trên không trung càng ngày càng nhiều, tiếng cắt vô cùng chói tai. Lão giả gầy gò kêu lên một tiếng đau đớn, trầm giọng nói L tỏa thiên khốn long đại trận, quả thực rất cường đại. Đáng tiếc, Năm đó một thể 108 mắt trận, bây giờ còn sót lại không nhiều lắm, bằng cái này, không ngăn được lão phu. Tỏa thiên khốn long đại trận, đây là lần thứ hai Phương Bình nghe được cái tên này. Vị thần tam bị truy nã của tà giáo kia đã từng nói qua, năm đó giới vực chi địa, thật ra là vì khóa lại cấm khu, hủy diệt sư nghiệt địa hoàng thần triều ở cấm khu. 108 mắt trận, Phương Bình đại khái biết rõ là cái gì, chỉ sợ chính là 108 tỏa giới vực. Bây giờ, giới vực chi địa tồn lưu đã rất ít rất ít hiển nhiên những đại trận này vốn có thể là nhất thể hóa hiện tại lại yếu kém rất nhiều công vũ tử phân biệt một phen hồi lâu mới nói ngươi là vị cường giả hải ngoại tự xưng vô danh thì kia năm đó ta từng nghe nói sau khi thiên giới bị hủy diệt ngươi cướp lấy một mảnh vỡ thiên giới đứng trong bể khổ không ngờ ngươi còn sống lão phu tự nhiên còn sống đế tôn thon gầy cười lạnh một tiếng lúc này mấy vị đế tôn khác giống như cũng nhận ra hắn bên ngoài đại trận Cấm kỵ hải chi lực trên không, Trương Đào và Long Biến Thiên Đế đều ngạo nghễ đứng trên cấm kỵ hải, cách nhau không đến ngàn mét. Nghe Công Vũ Tử nói, Trương Đào cười nói, "Đế Tôn, người này không phải người của Thiên Ngoại Thiên." Long Biến Thiên Đế nắm tay Vương Nhược Băng, cười nhạt nói, "Không phải, Thiên Ngoại Thiên có 22 nơi, Tứ Phạm Thiên, Thập Bát Huyền Thiên. Tứ Phạm Thiên, thượng cổ liền có, Thập Bát Huyền Thiên, có thượng cổ lưu lại, có cường giả thiên giới sau khi hủy diệt thành lập. Ngoại trừ Thiên Ngoại Thiên, Năm đó còn có một số võ giả đế tôn, mỗi người đều có đạo tràng. Biển khổ vô biên, năm xưa, trừ nơi đây biên hoang, địa hoàng thần triều, đảo hải ngoại khác cũng đông đảo, cũng có phân bố cường giả. Hình như người này là cường giả hải ngoại năm xưa, còn chuyện cướp đoạt mảnh vỡ thiên giới, bản tỏa cũng không biết. Trương Đào khẽ gật đầu, nhìn về phía vị lão giả kia ở bên ngoài giới vực chi địa, lão giả này cũng chính là vị lúc trước nói với Long Biến Thiên Đế về chiến Thiên Đế kia. Trương Đào cười nhạt nói, hắn là vị đế tôn vô thượng thường dung thiên kia sao? Đúng vậy, Thường Dung Thiên đế, Long Biến Thiên đế thản nhiên nói, người này cùng thời đại với lão phu hơi muộn một chút, bất quá năm đó chỉ là đế tôn bình thường, sau khi thiên giới bị hủy diệt, ngược lại là tiến bộ không chậm. Trương Đào hứng thú, cười nói, bây giờ tam giới này, còn có tồn tại nào so với đế tôn càng cổ xưa hơn sao? Long Biến Thiên đế hình như rất cổ xưa, dựa theo ý tứ trong lời nói của hắn, đều là vô thượng thường dung thiên chi chủ một trong tứ phạm thiên, so với hắn hơi chế một chút. Trong tứ phạm thiên, Ngọc Long Thiên Đế của Ngọc Long đằng thắng thiên và lão phu không khác nhau lắm là một tuổi. Bình dục Thiên Đế bình sinh của Giả Dịch Thiên và Thường Dung không khác biệt lắm với một thời đại, chúng ta đều thành đạo trong thời kỳ thượng cổ. Tứ Phạm Thiên chi chủ, không những đến từ thời đại kia, hơn nữa đều ở thời đại kia đã thành đế. Bọn họ mới là đế tôn cổ lão, về phần công bật tử, công vô tử, Quan Minh Đế những người này, ở trước khi thiên giới nghiền nát, có ít người vẫn là người bình thường, có ít người thì là không thành đế. Xem thiên đế xem như là đồ cổ, nhưng khi đó vẫn là chân thần, cuối thời kỳ thiên giới, xem thiên đế mới thành đế tôn, so với bọn họ muộn hơn một năm, lúc thành đế, thiên giới gần như cũng triệt để vỡ vụn. Thì ra là thế, trương đào cười một tiếng, lòng biến thiên đế nhìn về phía hắn, sau một lúc mới nói, người chính là nhân hoàng hiện tại của nhân gian giới. Rất mạnh, nhân hoàng nói như vậy, trương mỗ chưa bao giờ thừa nhận qua trương đào lần nữa nở nụ cười không người có lẽ xứng đáng gọi là nhân hoàng hơn nhân hoàng năm đó đôi mắt lòng biến thiên đế như nhật nguyệt lưu chuyển nhìn về phía hắn nói người mới là người đi thật sự mà nhân hoàng nhân hoàng của thiên giới chỉ là thành hoàng giả phân công quản lý nhân gian giới mới có danh tiếng nhân hoàng thôi nhân hoàng này không phải nhân hoàng kia người thật sự rời đi là trương đào nhân hoàng thượng cổ chỉ là trên danh nghĩa thống trị nhân gian giới lúc này mới có danh xưng nhân hoàng điểm này long biến thiên đế hiểu rõ hơn những người khác nhân hoàng trương đào cười nhạt một tiếng giống như có chút khinh thường lần nữa nhìn ra bên ngoài giới vực tri địa tổng cộng có sáu người đều là cường giả đế cấp nhưng mà hình như có mấy vị thực lực còn chưa khôi phục toàn bộ trương đào khẽ thở dài có cần phải vậy không thần khí chỉ là ngoại vật về phần phương bình có phải là kiếm mạc vấn hay không hắn không nhớ rõ quá khứ là cùng không phải có khác nhau sao hiện nay chỉ là cảnh giới bát phẩm, những người này cần gì phải như thế, đế tôn. Trong mắt ta, bọn họ không đảm đương nổi danh xưng này. Sợ chết mà thôi, Long biến thiên đế thản nhiên nói, đại thế đại tranh sắp đến, mỗi người đều muốn tăng cường thực lực của mình. Năm đó, kiếm của Mạc Vấn là Chu Thiên Kiếm, Chu Sát Chư Đế, những người này động tâm chẳng có gì lạ. Huống chi chiến thiên cung của chiến thiên đế cũng ở đây, thường dung cũng biết được danh tiếng của chiến thiên đế, tự nhiên sẽ cố gắng tranh đoạt về phần kiếm mạc vấn ngàn năm trước giết bọn hắn sợ những người này đương nhiên phải giải quyết hậu hoạn đế tôn không sợ chết sao sợ long biến thiên đế lạnh nhạt nói ai không sợ chết sống càng dài càng sợ ngươi cho rằng sống lâu có thể buông xuống cùng thiên địa tồn tại trường sinh bất tử khống chế thiên hạ cao cao tại thượng bất tử bất diệt long biến thiên đế tự diễu nói ai không muốn tình huống như vậy một mực kéo dài đến thiên địa hủy diệt lúc tam giới nghiền nát tu luyện Tu đến tình trạng này, hao phí bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu thời gian. Vất vả mấy ngàn năm, chẳng lẽ chỉ vì thọ nguyên hao hết? Cường giả thế hệ này của các ngươi, thời gian tu luyện quá ngắn, không thể nhận thức được một ít gian khổ trong đó. Năm đó, tu luyện không đơn giản như bây giờ. Long biến thiên đế có chút thổn thức nói, khi đó, võ đạo mới khởi nguyên, rất nhiều thứ đều là cái hiểu cái không, đi nhầm, chỉ có thể đến một lần nữa. Khi đó, muốn rèn luyện kim thân, kỳ thật rất khó rất khó. Chúng ta đi đến một bước này, nhiều thì ba năm ngàn năm, ít thì ngàn năm. Ta từ ngày tu luyện trở đi, tu đến đế tôn cảnh, bỏ ra ước chừng hai nghìn năm. Ngày ngày đêm đêm, không dám ngừng nghỉ, hai ngàn năm. Lúc này mới thành đế tôn, ngươi nói xem, lúc này bản tọa có nguyện ý đi chết không? Năm hai nghìn, Trương Đào cười nói, thật khó, ta đi đến một bước này, tốn không đến chín mươi năm, cũng cảm thấy rất dày vò. Giờ khắc này, sắc mặt long biến thiên đế phức tạp, đây là vô tình nói, nhân hoàng của nhân gian giới, không đến mức là khoe khoang với hắn chứ. Hắn cường giả như vậy, cũng không cần thiết như thế a. À. Thế nhưng, lời này lọt vào trong tai, thật sự không phải tư vị. Chưa tới 90 năm, Trương Đào hình như không ý thức được vấn đề này, lần nữa nhìn về phía những cường giả oanh kích bức tường ngăn giới kia, thở dài, sáu. Tên mệnh vương kia cũng ở trong đó, xung quanh còn có không ít cường giả chân vương đang ngủ đông. Thương Miêu còn dẫn đi một người nếu không, lại thêm long biến thiên đế, hôm nay hội tụ cường giả, nhiều đến dọa người. Còn chưa tính công vũ tử và chính hắn, trương đào lẩm bẩm nói, có chút phiền phức, một đôi sáu. Chỉ sợ là quá sức, lời này vừa ra, thân thể long biến thiên đế hơi chấn động. Vương Nhược Băng cảm nhận được sự chấn động của phụ thân, không khỏi nhìn về phía phụ thân, chỉ thấy ánh mắt long biến thiên đế thâm thúy đáng sợ, nhìn trương đào thật sâu. Nhân hoàng của nhân gian giới là đang khoác lác sao. Một trọi sáu, phải biết rằng, mặc dù có người thương thế của sáu vị này chưa khỏi hẳn, nhưng những thiên đế cổ xưa thường dung này, thực lực đều cường đại đáng sợ. Cho dù là hắn, cũng không dám nói một trọi hai thắng chắc. Người trẻ tuổi trước mắt này, dựa vào cái gì dám nói lời này? Đúng vậy, người trẻ tuổi, trăm tuổi cũng chưa tới, không phải người trẻ tuổi thì là cái gì? Trương Đào lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhìn về phía hắn, cười nói, đế tôn, muốn bán một cái nhân tình sao? ta thấy con gái người còn có thể sống được một ít năm, đế tôn vừa chết, loạn thế này. Có thể sống sót không? Trương mỗ bất tài, bảo hộ một chút, vẫn có thể làm được. Long biến thiên đế biến sắc, vương nhược băng nắm chặt tay cha, lắc đầu, không muốn. Nàng không muốn để phụ thân phải đánh tiếp. Trương 895, nhập cấm kỵ, bên trong tử cái sơn. Phương Bình giờ phút này không có đứng nữa, mà là ngồi ở trên bậc thang ngự đạo, cười nói tiền bối, bọn họ phải bao lâu mới có thể công phá đại trận. Rất nhanh, thời gian một chén trà nhỏ. Lần này công phá, tiền bối không còn chỗ để đi. Tiền bối, dưới đất mở một lỗ hổng như thế nào? Ta đi cấm kỵ hải rời đi. Lần trước thương miêu chính là rời đi như vậy, Phương Bình cũng muốn đi xem một chút. Công vô tử nhìn hắn, rất muốn nhìn thấu hắn là thật sự muốn đi, hay là cố ý nói như thế. Cử động này của Phương Bình, càng giống như là khích tướng. Hắn rất muốn nhìn một chút, thật mở ra lỗ hổng, Phương Bình có dám đi hay không? nhưng hắn nhìn một hồi phương bình vẫn bình tĩnh như cũ ngươi thật sự muốn đi khổ hải thật sự phương bình cười ha hả nói không có mơ hồ như vậy ta nghe nói cái hạng người vô danh kia và lực vô kỳ đều đến từ cấm kỵ hải những người này đều dám đi phương bình ta há lại không dám phương bình đứng dậy vỗ vỗ mông cười hướng mọi người oanh kích bức tường ngăn giới bên ngoài khoát tay áo lớn tiếng nói phương mỗ đi trước một bước các vị có thể vào biển cấm kỵ chờ ta ta đi biển cấm kỵ trở về chư vị Chúng ta thì bơi một trận, thế nào? Quảng hỏi một câu, Phương Bình lại cười nói, ta có phải là kiếm của Mạc Vấn hay không? Các người tự mình suy nghĩ đi. Nếu đúng, Phương Bình ta không phủ nhận, nếu không phải, kiếm của Mạc Vấn tính toán ta như thế, sớm muộn gì cũng sẽ cùng hắn đánh một trận. Đắc tội với người của ta, không có mấy người có kết cục tốt đâu. Phương Bình cất tiếng cười to, lăng không mà lên, thẳng đến chân núi mà đi. Chư vị đại đế, Phương Ngỗ phải đi rồi, mặt khác nói một câu, Chu Thiên Kiếm không ở chỗ ta, nếu là giả, Phương Bình đời này không vào tuyệt đỉnh. Tin thì tin, không tin Phương Mỗ cũng không có biện pháp. Ha ha ha, Phương Bình lại cười to, bên ngoài, Mệnh Vương bỗng nhiên quát lạnh nói, kiếm Chu Thiên thật sự không ở trong tay ngươi. Mệnh Vương, Phương Bình ta có tính cách gì? Thứ đã vào trong tay ta, ngay cả đám lão già các ngươi ta cũng không quan tâm đắc tội hay không đắc tội, sẽ phủ nhận một thanh thần khí không ở trong tay ta. Dù sao lão tử và các ngươi cũng không có quan hệ gì tốt, có thần khí hay không, các ngươi đều muốn giết lão tử, lão tử còn để ý cái này sao? Phương Bình cười to nói, mệnh vương, có thời gian rảnh rỗi như vậy, vẫn nên ở vương chiến chi địa bỏ nhiều công sức, suốt ngày mò mẫm đi dạo. Người khác xưng đế, đó là có thực lực này, người căn nguyên nói đi bao xa, trong lòng không có điểm sổ sao. ỉ vào có chút ngoại vật, suốt ngày lắc lư chung quanh, thật sự coi mình là đế tôn rồi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ giới vực yên tĩnh đến dọa người bị khinh bỉ, một vị cường giả có thực lực đế cấp, bị người khinh bỉ. Giờ khắc này, dù là một số người ở bờ biển cấm kỵ cũng nghe được lời này. Sắc mặt cơ giao cứng ngắc, vương tổ vô địch trong mắt nàng, ở trong mắt phương bình. Hình như không đáng nhắc tới, tên này, thật sự kiêu ngạo, mấy vị cường giả đế cấp ở trước mặt hắn, đều muốn giết hắn, đổi thành người bình thường, chỉ sợ đã sớm bị dọa hỏng mất. Cửu phẩm cường giả liền to gan sao, lúc trước thương miêu ăn yêu thú, cửu phẩm phượng linh và chuột địa, không phải đều là bị dọa đến mức không khống chế được cơ giao cũng không biết nên đánh giá phương bình như thế nào gan lớn điều này không đủ để hình dung hắn có quyết đoán nhưng thực lực của hắn không đến mức này đắc tội một vị trí cường giả như thế không sợ bị thanh toán nghĩ lại phương bình có lẽ thật sự không sợ trước đây hắn đã là cái đinh trong mắt của rất nhiều chân vương nhưng hắn sống đến bây giờ càng sống càng mạnh mẽ từ lúc trước lục phẩm cảnh đến bây giờ đối phương đều có thể giao thủ với huyến vũ, tiến bộ nhanh đến làm cho người ta tuyệt vọng. Võ giả như hắn, nếu không chết, chỉ sợ thật sự thành tựu dọa người. Ngu ngốc lớn mật sao? Có lẽ đi, nhưng nếu nói Phương Bình không có quyết đoán, đó là oan uổng hắn, người này phách lực to lớn, chân vương tầm thường cũng không bằng hắn. Ánh mắt cơ giao càng thêm phức tạp, kỳ thật gần đây, nàng đều đang học một ít thứ, không có học mệnh vương, không có học cơ hồng. Nàng đang học lê kính, học Phương Bình, học trương đào có thể học đi học lại, cơ giao phát hiện, những người này, đều có phong cách đặc biệt của bọn hắn, không phải nói học liền có thể học. Trông không giống như thần, không học được tinh túy của bọn họ, chỉ là học được một chút da lông mà thôi. Nhưng mấy người này, đều không ngoại lệ, đều là người có đại phách lực. Huyễn Vũ ra ra, lần này hắn có thể chạy trốn không? Cơ giao nhìn về phía Huyễn Vũ, có chút cảm thụ nói không nên lời. Huyễn Vũ nhìn về phía giới vực, nhìn về phía tòa thiên cung kia, nhìn về phía phương bình, Trầm giọng nói, khó mà nói. Phó vương ở đây, Chiến vương ở đây, bây giờ hắn còn cùng công vô tử tạo quan hệ, cường giả thủy lực nhất tộc đến từ cấm kỵ hải rời đi. Hiện tại, hắn cũng biết một vài thứ, ví dụ như trưởng bối lực vô kỳ bị người lấy đi. Dưới loại tình huống này, thật đúng là chưa chắc có thể bắt được Phương Bình. Đương nhiên, nơi đây không chỉ có 6 vị cường giả này. Trong bóng tối, Hoa vương những người này đều không xuất hiện, đều đang chờ. Phương Bình muốn chạy trốn cũng không đơn giản như vậy. Cơ giao không hỏi nữa. Cùng lúc đó, lệ cùng hoa vương đứng chung một chỗ, nhẹ giọng nói, vương tổ, ngài một mực dậy bảo ta, khiêm tốn, ngủ đông, ẩn nhẫn mới có thể sống càng lâu, trở nên càng mạnh hơn. Tôn Nhi vẫn coi là đạo lý cuộc đời, rất nhiều người đã chết, Tôn Nhi còn sống. Nhưng hôm nay, Tôn Nhi lại dao động, phương bình người này, kiêu ngạo ương ngạnh, từ chiến tướng cảnh bắt đầu, liền nổi danh thần lục, chân vương muốn giết hắn vô số kể, nhưng hắn càng ngày càng mạnh, đến nay chưa chết, lần này càng là cô động cửu đoán kim thân, đánh chết huyền trang. Ánh mắt đồng lưu phức tạp, ta dao động, hoa vương nhìn cháu trai mình một cái, vị hậu duệ kiệt xuất nhất này. Rất nhiều người đều chết, năm đó phong thanh, phong diệt sinh, tử la. Cùng thời đại với tôn tử, nhóm võ giả kiệt xuất nhất kia, đều chết gần hết, hắn lại còn sống, hơn nữa kim thân cũng có tứ đoán. Đây là kiêu ngạo của hoa vương, nhưng bây giờ, miêu diểu lại mê mang. Hoa vương suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, hắn có thể không chết, nguyên nhân rất nhiều. Phó vương so với ta mạnh hơn, đây là thứ nhất, võ vương vì hắn hộ đạo. Thứ hai, thủ đoạn của hắn rất nhiều, nhìn như lỗ máng, nhưng lại thận trọng, người thật sự cho rằng hắn bất cứ thời khắc nào cũng như thế sao. Vũ Nhi, kiêu ngạo, không phải bất cứ lúc nào cũng phải như thế, hắn nên ngủ đông, so với người có thể nhẫn nhịn. Bản vương cũng có chút hiểu rõ người này, người trước đó lẫn vào dưới trướng phong vương, phong diệt sinh ương ngạnh như vậy hắn đều có thể lẫn vào trong đó không bị phát hiện đây chính là nhẫn tính không phải nói nhất định phải như cha con lê gia mới là nhẫn hắn lần đầu tiên từ vương chiến tri địa đi ra tùy ý một ít chân vương dò xét nhục thân từng tấc dò xét cũng chưa từng biểu hiện ra bất mãn gì đổi thành ngươi ngày đó có thể tươi cười đón người hay không dứt lời hoa vương lại nói thứ ba hắn không thể không như thế phục sinh võ giả tu luyện rất khó phục sinh chi địa, võ đạo thờ phụng võ đạo tất tranh, không tranh, ở đâu ra cường giả. Mà thần lục của ta lại không phải như thế, ngươi chính là cháu của bản vương, không tranh cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Nếu đã như vậy, nào có lòng tranh thắng như thế? Vương tổ, võ đạo thần lục kia sai rồi sao? Cũng không phải như vậy. Hoa vương thản nhiên nói, mỗi người đều có yêu khuyết mà thôi, phục sinh chi địa chi đạo, mạnh tại nhất thời, nếu là ngoại địch diệt hết, phục sinh chi địa không công tự phá, tranh như thế nào tranh, đến lúc đó, phục sinh chi địa so với thần lục càng ác liệt hơn, lâm vào đại loạn. Ánh mắt Nguyễn Cung khẽ động nói, vậy vì sao những năm này, không đối đất sống lại như thế? Khu phục sinh biết loại thiếu hụt này, cho nên dưới sự dẫn dắt của đám người võ vương, chủ động đánh vào ngoại vực, người tạo ra ngoại địch và áp lực. Người phải biết rằng, lúc thông đạo mở ra không nhiều lắm, áp lực của phục sinh chi địa tuyệt đối không lớn bằng hiện tại. Trấn Thiên Vương tỏa trấn ngự Hải Sơn, giết vào võ giả ngoại vực ở vùng đất sống lại chỉ là số ít mà từ đó trở đi đám người võ vương đã chủ động để võ giả phục sinh vào ngoại vực cưỡng chế bọn họ tiến vào chinh chiến thế là mới có nơi phục sinh hiện tại thì ra là thế ánh mắt nguyễn cung khẽ động nói là nơi sống lại lấy thần lục làm đá mài đao nhưng khi đó phục sinh nơi yếu đuối có phách lực này những người võ vương này quả thực đáng khâm phục hoa vương ngược lại không để ý cháu trai bội phục người khác khẽ gật đầu nói nếu không phải như thế Võ Vương cũng đi không đến hiện tại. Nhìn khắp thần lục, chỉ sợ cũng chỉ có Lê Tĩnh có thể so sánh. Bất quá Lê Tĩnh người này tâm tính thiên ám, Võ Vương hơi cao một bậc, mọi việc đều là ngoài sáng. Cho dù hiểu bị tính kế, cũng không thể không mắc câu. Hoa Vương nói đến trương đào cũng có vài phần tán thưởng. Cương giả chẳng phân biệt chủng tộc, trương đào mạnh, chẳng những là thực lực, còn có rất nhiều phương diện. Tuy là địch nhân, cũng không thể không thừa nhận trương đào thành công. Ngoại giới chia cường đang nghị luận, bên trong Tử Cái Sơn. Phương Bình khinh thường mệnh vương một hồi, mặc kệ mệnh vương phát cuồng như thế nào, nhìn về phía công vô tử, cười nói tiền bối, xin mở ra một cái khe hở, để Phương Bình rời đi. Sắc mặt công vô tử cực kỳ phức tạp, Phương Bình thật sự muốn đi, ngươi phải biết, ở ngoài nơi này, còn có chân thần ngủ đông, nếu ngươi rời khỏi biển khổ, có lẽ sẽ có chân thần tiến vào biển khổ để phong tỏa ngươi. Những người khác cũng không phải không vào được cấm kỵ hải, bình thường là không cần thiết, hơn nữa tương đối nguy hiểm. Nhưng bây giờ, xung quanh đây chỉ là cấm kỵ hải ngoại, bây giờ có nhiều chân thần như vậy, còn có không ít đế cấp. Cấm kỵ hải cũng không ngăn được bọn họ, cho dù Phương Bình lẻn vào trong biển, bốn phương tám hướng cũng có thể có cường giả vây giết hắn. Phương Bình cười nói, biển rộng tìm kim, cũng không đơn giản như vậy. Thật sự bị giết, đó cũng là mệnh. Lão Phu, công vô tử muốn nói gì đó, nhưng trong lúc nhất thời khó có thể mở miệng. Giúp Phương Bình sao, giúp hắn chống lại đại đế, bên ngoài có tới sáu vị cường giả đế tôn phương bình đến cùng có phải là kiếm của mạc vấn hay không bây giờ còn chưa xác định được kiếm chu thiên biến mất chính là điểm đáng ngờ lớn nhất phương bình tiếp tục nhìn hắn kỳ thật phương bình nhìn thấy trương đào nhưng mà lần này phương bình quyết định tự mình đi hắn thật sự muốn đi cấm kỵ hải thử xem hắn ở đây lão trương sẽ chịu áp lực cực lớn bị nhiều vị đế tôn vây quanh đây không phải chân vương bình thường lão trương muốn dẫn hắn rời đi nào có đơn giản như vậy nhưng một khi mình xuống biển những đế tôn này có lẽ sẽ phân tán tìm kiếm mình đến lúc đó khả năng thao tác của lão trương sẽ lớn hơn không đến mức giống như bây giờ phương bình bị vây quanh ở đây tương đương với vây đánh viện binh lão trương làm không tốt sẽ bị người vây giết huống chi ta cũng là bộ trưởng không thể quá mất mặt phương bình trong lòng lẩm bẩm một câu đều là người cung cấp với lão trương ta có thể một mực chờ người tới cứu sao tự cứu là được huống chi hắn cũng không phải là không có nắm chắc ví dụ như một con mèo nào đó, không phải đang ở trong cấm kỵ hải sao. Đợi lát nữa liên hệ với nhau, xem có thể để con mèo này ẩn núp tới đây hay không, mang mình rời đi. Về phần công vô tử, Phương Bình căn bản liền không trông cậy vào hắn thật nguyện ý vì mình tử chiến, sự tình không tồn tại. Lần này tiến vào, chủ yếu vẫn là vì xác định một chút thân phận của Mạc Vấn Kiếm. Mà giờ khắc này, trong lòng Phương Bình kỳ thật đã có một chút phán đoán, thu hoạch vẫn là có công vô tử thật sự không biết thân phận của kiếm mạc vấn sao chưa chắc phương bình trong lòng cười nhạo một tiếng lão đầu tử này thả mình vào đây có lẽ chính là vì phối hợp với mạc vấn kiếm